Chuyện chiến lang ở Dề chương 861, chủ nhân có ý gì? Ngay khi Lê Văn Vân về đến nhà của Lại Tuấn. Tại khu đông của khu tội ác, trong một ngôi nhà nhỏ, lúc này Hotzis đang ngồi trên ghế sofa của ngôi nhà nhỏ. Trong phòng, Julisa nhìn Hotzis với nụ cười phấn khích trên môi và nói: "Ông Hotzis, từ nay tiểu Vũ phải làm phiền ông rồi." Hotzis khẽ mỉm cười, cúi đầu và nói: "Mang đến phiền phức cho chị rồi." "Không sao đâu." Tiểu Vũ có thể đi theo ông và nhận được sự bồi dưỡng của ông, đó là vinh dự của con bé, Julissa nói nhanh. Đây là Hotsis, đứng thứ hai trong thiên bảng, chủ nhân của khu tội ác. Trên mặt Hotsis nở ra một nụ cười sâu, ông ta mỉm cười nói, vậy tôi đưa Tiểu Vũ về trước đây. Được rồi, ông cứ làm việc của ông đi, Julissa vội nói. Hotsis đứng dậy dắt tay Tiểu Vũ xuống lầu, sau khi bước xuống lầu, ông ta xoa đầu Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, vào trong xe đợi chú đi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, bên cạnh Hotzis, quản gia của ông ta chủ động mở cửa xe ra giúp Tiểu Vũ. Sau khi Tiểu Vũ ngồi vào trong, ông ta mới nói với Hotzis, chủ nhân, ông có ý tưởng gì sao? Người phụ nữ này tương đối cứng miệng, bây giờ ngài Minh đã biết chúng ta đang âm thầm phát triển thể lực của mình. Hotzis cau mày nói, vừa rồi cậu ta không nói gì, nhưng tôi có hơi không rõ suy nghĩ của cậu ta chủ nhân có ý gì quản gia hỏi hotzis vỗ vỗ quần áo trên người nhìn quản gia cười nhẹ chờ lê văn vân rời đi đưa người phụ nữ này đến tắm rửa tử tinh đi hơn nữa bảo phất lai quản cái miệng của mình cho tốt con trai mình không dạy dỗ cho tốt chết rồi thì thôi đừng gây rắc rối cho tôi nữa đã hiểu quản gia gật đầu lê văn vân đương nhiên không biết tất cả những việc hotzis đã làm về đến nhà anh cảm thấy hơi mệt, tắm rửa đơn giản rồi trở lại sofa lầu 2 nằm xuống. Chiếc ghế sofa này được mua khi Lâm Chí Viễn đưa tiền cho Cố Bạch. Vì ngày càng có nhiều người sống trong tòa nhà nhỏ này, Lê Văn Vân, Lý Thu và Cố Bạch bắt đầu ngủ trên ghế sofa. Cũng may chiếc ghế sofa này khá lớn, ban đêm có nó, ba người ngủ trên ghế sofa cũng không phải là vấn đề lớn. Lê Văn Vân lên lầu thì thấy Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ở đó không có ai trong toàn bộ đại sảnh trên tầng 2. Lý Thu và Cố Bạch Đầu, Lê Văn Vân hỏi. Họ đã đến ngủ trong trang viên của Lục Khiêm với đạo ba rồi. Phạm Nhược Tuyết nói, buổi tối hôm nay có lẽ chỉ có một mình anh ngủ ở đây thôi. Lê Văn Vân sửng sốt một chút rồi mắng, má nó, hai thằng này đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống giàu có mà không dẫn theo anh. Phạm Nhược Tuyết không đáp lại, chỉ nói, lại đây, em xoa bóp cho anh một chút. Nghe được câu này của Phạm Nhược Tuyết, trong lòng Lê Văn Vân không khỏi có chút vui mừng. Kỹ thuật xoa bóp của Phạm Nhược Tuyết vẫn tốt, mấu chốt là anh rất thích cảm giác gối đầu lên đùi của Phạm Nhược Tuyết. Anh nằm xuống ghế sofa, tự nhiên đặt đầu trên đùi Phạm Nhược Tuyết. Còn mấy người Liễu Ngọc thì sao? Lê Văn Vân hỏi. Đều đã ngủ hết rồi, nên động tính của anh nhỏ một chút. Phạm Nhược Tuyết nói. Động tính, hai mắt Lê Văn Vân sáng lên, nói em muốn động tình với anh nhỏ một chút à? Anh muốn chết hả?" Phạm Nhược Tuyết nói với ánh mắt lạnh lùng. Lê Văn Vân nhanh chóng ngậm miệng lại, bấy giờ Phạm Nhược Tuyết mới không tự chủ được mà nở một nụ cười. Chương 862, anh lại muốn chết hả? Cô đặt tay lên đầu Lê Văn Vân, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, đồng thời lên tiếng hỏi, "Mấy ngày kế tiếp, anh dự định sẽ như thế nào? Anh là ông chủ phủi tay mặc kệ, hình như anh không quan tâm gì đến chuyện sắp xếp mấy người đó mà chỉ chờ 3 ngày sau trực tiếp rời đi nhỉ?" Lê Văn Vân cười nói, gần đây thần kinh cứ căng thẳng mãi, ba ngày nay cứ. Trong nhà thôi, sau đó đi xem đám người Khương Vĩ, chờ mấy ngày nữa chuẩn bị xong. Ở lại ba ngày chủ yếu là để giải thích một số điều cho những người ở khu tội ác này. Trên thực tế, có rất nhiều người muốn rời khỏi đây, nhưng cũng có rất nhiều người không muốn rời đi. Họ đã bén dễ từ lâu ở thành phố này. Nếu cả gia đình rời đi thì đa số họ đều sẵn lòng, nhưng nếu để gia đình mình đây mà bỏ đi một mình thì có lẽ một số người trong số họ không thể chấp nhận được và lại dù muốn lên đường thì cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ hành lý đồ ăn dọc đường nguồn nước ngọt vi vi phải cho họ thời gian để chuẩn bị phạm nhược tuyết gật đầu nói cũng được lần này em hy vọng có thể báo thù cho đường đường một cách thuận lợi hừm dù sao thì tổng bộ liên hợp quân cũng ở bên europa đến lúc đó chúng ta cứ đi thẳng đến đó trước anh thật sự muốn hỏi rốt cuộc là thằng cháu trai nào đã đề xuất sa thải anh khỏi người gác đêm lê văn vân cười khẩy một tiếng anh định làm ầm ý lên sao phạm nhược tuyết nói cũng đã đến lúc làm ầm một trận rồi lê văn vân gật đầu nói để qua rồi nói sau đến lúc đó anh sẽ trực tiếp đập nát những tấm huy chương mà anh nhận được lên trên đầu bọn họ phạm nhược tuyết cười nói đây đúng là điều mà anh có thể làm chúng ta sẽ trực tiếp đến europa sao ừ lê văn vân gật đầu nói chúng ta đi qua đó trước đi không cần giấu giếm cái gì hết chỉ cần đưa hai chiếc du thuyền qua đó bọn họ muốn đánh thì chúng ta đánh muốn nói chuyện thì anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với bọn họ dù sao thì chúng ta cũng chiếm lý bọn họ chơi anh anh không hề thẹn với lương tâm chính nghĩa tất thắng phạm nhược tuyết mỉm cười sau đó cô lại cúi đầu nhìn lê văn vân nói trong lòng anh có oán hận gì không có chứ Lê Văn Vân nói, nhưng cũng không nhiều lắm. Còn có thể trở lại người gác đêm không? Phạm Nhược Tuyết lại hỏi, hay là anh định tự lập sơn môn? Vẻ mặt của Lê Văn Vân cứng đờ, anh không ngờ Phạm Nhược Tuyết đột nhiên hỏi một câu như vậy. "Không biết." Lê Văn Vân thành thật nói. 18 năm đầu, Lê Văn Vân sống trong cảnh hỗn độn. Năm 18 tuổi anh gia nhập người gác đêm, những ngày sau đó, anh nằm trong người gác đêm, đóng góp cho thế giới này. Nhưng lần này anh đã bị trục xuất bởi tổ chức mà anh đã đóng góp vô số công trạng, hơn nữa còn bị ban hành lệnh truy đuổi cao nhất, huyết sắc lệnh. Nếu nói trong lòng anh không có một chút khúc mắc nào là không có khả năng. Anh cũng không biết có nên quay lại hay không. Phạm Nhược Tuyết im lặng một hồi, sau đó cười nói, "Được rồi, anh ở đâu, em đi theo đó nhé." Đây là gả chồng theo chồng sao? Lê Văn Vân cười nói. Anh lại muốn chết hả? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Lê Văn Vân vội vàng xin tha. Phạm Nhược Tuyết thực sự cũng không làm gì Lê Văn Vân, tay cô vẫn luôn xoa bóp khắp cơ thể Lê Văn Vân, hai người trò chuyện như những người bạn già, một hỏi một đáp. Dưới ánh đèn vàng, bức tranh đẹp đẽ, khu tội ác về đêm có thêm một chút yên tĩnh. Lê Văn Vân từ từ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Chương 863 họ không muốn ở lại thành phố này nữa. Sáng hôm sau, Lê Văn Vân thức dậy rất muộn sau khi tỉnh dậy anh bước xuống lầu đồ ăn tối hôm qua là do phạm nhược tuyết nấu bởi vì ít người ăn không hết nên còn thừa rất nhiều anh chỉ cần hâm nóng lại rồi đặt lên bàn nhưng trông vẫn rất ngon điều khiến lê văn vân ngạc nhiên là ở tầng dưới chỉ có liễu ngọc và phạm nhược tuyết những người khác dường như đều không có ở đây bọn họ đâu lê văn vân hỏi phạm nhược tuyết nói hoàng thi kỳ đưa vãn hà đi mua sắm cố bạch và lý thu vẫn chưa về được rồi Lê Văn Vân không có ý kiến gì, buổi chiều em có kế hoạch gì không? Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ dạy nha đầu học bài, sau đó khám bệnh cho mấy người chú lại. Còn anh thì sao? Anh định đi gặp mấy người Khương Vĩ, Lê Văn Vân cười nói. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, được, chìa khóa xe ở trên lầu, tới lúc đó anh tự đi lấy đi. Lê Văn Vân gật đầu, sau khi ăn xong liền lái xe, một mình đi tới chỗ đám người Khương Vĩ khi Lê Văn Vân đang tìm Khương Vĩ, ở khu Bắc, trong nhà của Lục Khiêm, có rất nhiều người trong một phòng hội nghị, tất cả những cao thủ đỉnh cấp của Minh Giáo đều tập trung ở đây. Bao gồm cả Thanh Mộc Tinh Tử và Y Lim Nghi. Sau trận chiến vừa rồi, bọn họ đều đến gia nhập Minh Giáo, đương nhiên, Lâm Chí Viễn cũng đồng thời gia nhập. Trong khoảng thời gian này, thật ra có không ít người muốn tới đầu nhập, nhưng Đạo Ba cảm thấy thế này là được rồi. Sau khi Lâm Chí Viễn gia nhập, quy mô đã vượt qua 4.000 người. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì quả thực là hơi quá. Đỉnh cấp của lúc này, cộng với những người do Lâm Chí Viễn dẫn tới, tổng cộng có 86 người. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi họ giành được khu Bắc, Đao Ba chủ yếu giải thích một số vấn đề về quản lý. Đến đây thì gần như đã tạm được, đa số mọi người đều đồng tình với ý kiến của Đao Ba. Lúc này, Đao Ba nhìn mọi người xung quanh và nói, "Ngoài ra, cho tôi hỏi mọi người một vấn đề." Mọi người nhìn Đao Ba lý tương vũ người đứng thứ 9 trong địa bảng nhanh nhỏ nói anh đạo ba nếu anh có vấn đề gì thì cứ hỏi mọi người đã từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này chưa đào ba hỏi lần này tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng bao gồm cả lâm trí viễn người khác không biết nhưng ông ta rõ ràng minh giáo này trông có vẻ đào ba là siêu cấp nhưng họ biết người thực sự đằng sau đó là lê văn vân họ biết rằng lê văn vân sẽ rời khỏi thành phố nhưng bây giờ đao ba hỏi câu này, điều ấy có nghĩa là đây cũng là ý của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân dường như muốn đưa một nhóm người rời khỏi khu tội ác. Rời khỏi thành phố là mong muốn của hầu hết mọi người. Lúc này, trái tim của họ như muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ biết, nhưng không có nghĩa là người khác biệt. Lý Tương Vũ Nhíu Mày nói, muốn rời đi thì tất nhiên là muốn rời đi, nhưng mà Hot không thể nào để cho chúng ta rời đi. Chúng ta cũng không có cách nào thu phục người này. Nếu tôi nói tôi có cách đối phó Hot thì sao? Đao Ba nhẹ giọng nói, đương nhiên rời đi cũng có điều kiện. Ồ, lúc này, tại hiện trường náo động, mọi người đều nhìn về phía Đao Ba. Họ không muốn ở lại thành phố này nữa. Có người đã từng hưởng thụ thế giới bên ngoài, có người từng nghe nói đến và biết rằng với khả năng của mình, khi đi ra ngoài, họ có thể sống rất tốt và sống được một cuộc sống phong phú và đầy màu sắc bên ngoài. Điều kiện gì? có người không nhịn được hỏi. mươi 864, tôi bằng lòng. Chúng ta rời đi, là tự mình rời đi, không được phép đưa gia đình của mình. Đi cùng, bởi vì lần này chúng ta rời đi là để xuất trinh. Đạo Ba Bình tĩnh nói, chúng ta sẽ xuất trinh đến Europa. Chắc hẳn có người đã từng nghe nói, đó là một vùng đất cực kỳ phát triển, chúng ta sẽ đến địa điểm khám phá thứ hai của Europa. SSS, những người có mặt đều là đỉnh cấp, bọn họ đều có một số hiểu biết về thế giới ngầm và thiên bảng. Địa điểm thăm dò thứ hai được cho là chiến trường chính của cuộc chiến tranh lần thứ nhất. Sau chiến tranh, nó trở thành cứ điểm của gia tộc đem, ý của đao ba rõ ràng muốn đi đánh đem rồi. Lý Tương Vũ nuốt nước miếng nói, anh, anh đạo ba, giữa anh và đem có thủ oán gì à? Ông ta, là người đứng thứ ba trong thiên bảng. Đao ba nhàn nhạt nói, đương nhiên, chuyện này là tự nguyện, nếu muốn đi cùng tôi thì đi, nếu không muốn rời đi thì cứ ở lại khu tội ác. tôi tạm thời sẽ chọn người lo chuyện ở đây thay cho tôi. về sau có khả năng còn có thể chờ. về. nói đến đây, anh ta lại dừng lại một chút và nói, đương nhiên, giống như các người nghĩ, chúng ta đến địa điểm thăm dò thứ hai, mục đích là để khiêu chiến đem. mà trận chiến này hẳn là các người cũng biết, tôi và người gác đêm số không Lê Văn Vân có một số mối quan hệ, lực lượng chính khiêu chiến đem lần này là bọn họ và chúng ta chỉ cần giúp anh ta giải quyết một số người vụn vặt mà thôi không phải đem cũng là người gác đêm sao giữa bọn họ có người nghi ngờ hỏi người gác đêm sắp xảy ra nội chiến sao đừng hỏi cái gì không nên hỏi đao ba ngạo nghễ nói dù sao tôi đây là muốn nói sau khi các người trở về thì hỏi thủ hạ của mình xem muốn đi thì đi còn không thì tôi cũng không ép buộc gia nhập minh giáo vậy chính là người dưới tay tôi ngay cả trong thành phố này cũng không ai dám bắt nạt chúng tôi tôi bằng lòng tôi bằng lòng trong khoảng thời gian ngắn nhiều người đã đứng lên tỏ ý bằng lòng dù chỉ có một mình họ cũng không muốn từ bỏ hy vọng rời khỏi thành phố tất nhiên cũng có một số người im lặng vì đao ba đã nói rằng họ không được phép mang theo người nhà của họ đây là điều mà lê văn vân không làm được nếu mang theo gia đình thì du thuyền không thể chứa hết được một số người định cân nhắc một chút một số người chạy về để thống kê số người của mình lê văn vân đến thôn trấn và xem mấy người khương vĩ tập luyện suốt buổi chiều sau khi ăn cơm chiều ở đó anh lại nói chuyện với mấy người bọn họ một lúc sau đó trở về nhà của lại tuấn khi về đến nơi anh phát hiện đạo ba đã ở đó đồng thời cũng bao gồm cả sự tử nhỏ ngao húc ngao húc hưng phấn tột độ cậu ta cũng là người gia nhập minh giáo từ rất sớm nghe nói có thể rời thành phố cậu ta liền tung tăng tung tẩy chạy tới đây. Cậu ta vốn chỉ có một thân một mình, có thể rời khỏi nơi này, tất nhiên là tốt đến không thể tốt hơn. Tôi nói đây, hiện tại đã thống kê được số người rồi. Đạo ba nói, đồng thời ném một cuốn sổ lên bàn và nói, có tổng cộng 2.132 người sẵn sàng rời đi, trong đó có 50 người đỉnh cấp, 462 người cao cấp, 1.032 người trung cấp, còn lại đều là sơ cấp. Lê Văn Vân sờ sờ cầm, gật đầu nói cũng tạm tạm rồi. Nói cho bọn họ biết thời gian chưa, còn có hai ngày nữa, chúng ta sẽ tập trung ở bến cảng. Đao ba gật đầu, rồi liếm môi nói tôi đã nói rồi. chương 865 sư huynh của anh ta đương nhiên là từ đại sư. Vậy được, hai ngày nữa chúng ta gặp nhau ở bến cảng. Lê Văn Vân nói. Đao ba gật đầu nói, vậy thì tôi, về trước đây. Lê Văn Vân cười gật đầu, được rồi. Hai ngày sau đó, Cuộc sống của Lê Văn Vân rất đơn giản. Anh không đi lòng vòng quá nhiều, phần lớn thời gian đều đi gặp đám người Khương Vĩ, bởi vì anh không biết rằng sau khi chia tay lần này, gặp nhau lần sau là lúc nào. Vì vậy, anh định dành nhiều thời gian hơn cho họ. Cổ Bạch cuối cùng cũng trở nên rảnh rỗi và có thể bắt đầu sự nghiệp tán gái của mình. Mấy ngày nay anh ta hầu như không về nhà. Về phần Lý Thu, không có việc gì là anh ta chạy tới trang viên của Doãn Nhu anh ta có ý với an nhiên nên luôn chạy đến đó mặc dù lê văn vân cảm thấy rằng an nhiên là một người phụ nữ có chút mưu mô nhưng nếu lý thu thích cô ta anh cũng không tiện nói gì nhưng dù thế nào đi chăng nữa lê văn vân cũng sẽ không để anh em của mình phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cứ như vậy hai ngày trôi qua trong nháy mắt sáng nay trước cửa nhà tại tuấn lại tuấn đang kéo ai đó và nói chuyện với ông ta người này là họ hàng của lại tuấn Bây giờ lại Tuấn đã đi khỏi nhà thì nhà sẽ bỏ trống, ông ta định cho họ hàng của ông ta sống. Xét cho cùng, đây là một con phố nghèo, ngôi nhà này có điều hòa, bình nóng lạnh, ghế sofa, đồ gia dụng. Có thể nói là ở rất thoải mái, hơn nữa ở đây rất ổn định. Đây là địa bàn của Minh giáo, mà bây giờ Minh giáo đang nổi bật hưng thịnh ở thành phố này, đương nhiên không ai dám trêu chọc bọn họ. Sau khi nói chuyện xong, Lại Tuấn thở phào nhẹ nhõm trên mặt có chút thổn thức chúng ta đi thôi ông ta lớn lên ở thành phố này mặc dù rất khao khát được đi ra ngoài nhưng đến lúc phải thật sự đi ra ngoài ông ta lại có chút không nỡ đi thôi liễu ngọc kéo chu linh nói cô ấy đã nóng lòng muốn trở về lâm hải rồi ở đây hơn một tháng cô ấy thật sự không thoải mái chu linh gật đầu nói được rồi ngoài hai chiếc xe riêng của họ chiếc xe còn lại là của sư tử nhỏ ở phía đối diện con đường của họ triệu chỉ nhu đang đứng đó lau nước mắt trên lưng cô ta đeo một chiếc ba lô rất lớn đừng khóc đừng khóc nữa lão lừa gạt cười nói về sau chúng ta còn có thể gặp mặt mà ông còn trông cậy vào cháu dưỡng lão cho ông đấy triệu chỉ nhu lau nước mắt nói nhưng ông đã già rồi phi lão lừa gạt mắng bây giờ ông vẫn còn trẻ tuổi hơn nữa ông cảm giác chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau sau khi đi ra ngoài cháu hãy nghe lời của Lê Văn Vân, biết không? Triệu chỉ nhu gật đầu nói, dạ. Sau đó, cô ta cẩn thận đi từng bước về phía Lê Văn Vân. Lão lừa gạt nhìn Lê Văn Vân, sau đó vẫy vẫy tay, tựa hồ không muốn nhìn thêm nữa. Ông ta đỡ cặp kính dâm của mình, sau đó đi về phía phòng bên cạnh, dáng người có hơi long khom. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày, nhìn lão già, trong lòng khẽ thở dài. Sau đó anh quay lại và nói, chúng ta lên xe đi, xuất phát thôi. Ngao hút gật đầu, cậu ta chở cả nhà tại Tuấn, sau đó một đoàn ba chiếc xe trực tiếp đi về phía bến tàu. Mọi người đều biết bến tàu của hòn đảo này ở đâu, nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy nó, bởi vì nó là lãnh thổ của Hot Ở nơi đó, có tất cả các huyết mạch của thành phố, và cũng là nơi duy nhất mà thành phố giao tiếp với thế giới bên ngoài. Và nơi đây, do Hot nắm trong tay. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã nhìn thấy nó một lần, Năm năm trước, anh rời bến tàu này, sau năm năm anh lại đến thành phố này và lại ra đi. Họ lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, về phía người của Minh Giáo, Đao Ba đã đưa họ đến một điểm rừng gần cảng. Khi Lê Văn Vân đến đã gần 9 giờ sáng, bên ngoài cảng, Đao Ba nhìn những hàng container bên dưới mà nuốt nước bọt. Trong cảng, có rất nhiều tàu chở hàng khổng lồ. Toàn bộ thành phố thực sự không thể tự cung tự cấp được, hầu hết mọi thứ vẫn phải mua từ bên ngoài tất nhiên tất cả những thứ này đều do hotzis kiểm soát ở cửa cảng hotzis đang mỉm cười đứng ở đó bên cạnh ông ta minh sùng cũng đang đứng phía sau minh sùng bùi nghinh tùng bị trói đứng bên cạnh anh ta lê văn vân nhìn thấy khóe miệng anh khẽ giật một cái sau khi thấy lê văn vân đến đao ba và trần tiêu nhanh chóng chào đón họ và nói tất cả chúng ta đều đến đông đủ rồi hotzis và minh sùng cũng bước tới và nói hai du thuyền đã được chuẩn bị cho các cậu một trong số đó có thể chứa 2.500 người và tàu còn lại có thể chứa 1.400 người. vậy là đủ rồi nhỉ? đủ rồi, lê văn vân nhẹ nhàng nói. hotzis cười khẽ tôi thật sự hy vọng về sau cậu không tới đây nữa. lê văn vân mỉm cười, phớt lờ ông ta và nói với đào ba, anh sắp xếp để người của anh lên con du thuyền 2.500 người kia đi. Đạo ba gật đầu, với sự phối hợp của những người do hotzis mang đến, 2.000 người đó cộng thêm những túi lớn nhỏ, cuồn cuộn đi về phía bến tàu. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, Minh Sùng đi tới cùng Bùi Nginh Tùng, đẩy Bùi Nginh Tùng về phía Lê Văn Vân, sau đó cao mày nói, đây này, cẩn thận một chút. Cái chết của Ellen Hubert, có lẽ tin tức đã lan truyền rồi. Thành phố này hẳn là có người gác đêm của Europa, họ sẽ làm mọi thứ có thể để truyền tin tức của mình ra ngoài. Tôi đi ngay ngồi thẳng, người này đáng chết, tôi không thẹn với lương tâm, lê văn vân nhẹ nói minh sùng vỗ vai lê văn vân sau đó thở dài nói nhanh chóng giải quyết đem đi thật sự không còn nhiều thời gian cho chúng ta đâu lê văn vân khẽ cau mày đừng suy nghĩ nhiều minh sùng như nhìn thấu tâm tư của lê văn vân nói chúng tôi đều hoan nghênh cậu trở về không ai đuổi cậu ra ngoài cả nói xong anh ta lại nghĩ tới điều gì đó lấy từ trong túi ra một phong thư đưa cho lê văn vân rồi nói sau khi cậu trở về hãy đến yên kinh đưa bức thư này cho sư huynh của tôi sư huynh của anh ta đương nhiên là từ đại sư lê văn vân thực sự rất tò mò minh sùng rốt cuộc là ai anh ta là một người gác đêm song lại vô cùng bí ẩn ở khu tội ác hơn nữa mẹ nó còn là một đầu bếp hàng đầu điều này thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái ngay khi họ đang nói chuyện một vài chiếc xe buýt chạy chậm phía sau họ chẳng mấy chốc chiếc xe buýt dừng lại ở lối vào của cảng và sau đó Doãn Nhu mặc một chiếc váy đen bước xuống xe. Nhìn thấy Doãn Nhu đang đi xuống, Hot thở dài, nhìn Doãn Nhu nói tôi theo đuổi bà mấy chục năm, nhưng vẫn không chiếm được trái tim của bà ư. Bà thật sự định rời đi sao? Doãn Nhu khẽ liếc ông ta một cái, sau đó đi tới chỗ Lê Văn Vân nói tôi dẫn tổng cộng 179 người đến đây, trong số đó có một số người không muốn rời đi, vì vậy tôi để họ ở lại, toàn bộ cao cấp đều ra ngoài. Đi thôi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 866, hoa sen màu tím. Bà ta hoàn toàn không có ý để ý đến Hot Seas. Điều này khiến Hot Seas có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó ông ta lại mỉm cười và không nói thêm gì nữa. Bà đi lên trước đi. Lê Văn Vân nói, Hot sắp xếp cho bà ta lên chiếc du thuyền. Hầu hết những người của Đao Ba được sắp xếp trên con du thuyền lớn đầu tiên, trong khi Lê Văn Vân và những người khác thì dự định lên con du thuyền thứ hai tất nhiên hai con du thuyền sẽ cùng nhau khởi hành và cùng nhau đi đến đích doãn nhu gật đầu sau đó bà ta cúi đầu chào minh sùng và nói tạm biệt ngài minh vẻ mặt của minh sùng vẫn tương đối bình tĩnh anh ta cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười sau đó nói đừng gây chuyện nếu không tôi sẽ đích thân tới gặp bà doãn nhu khẽ gật đầu nói yên tâm đi không có chuyện đó đâu tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài mà thôi ở nơi này quá lâu rồi Minh Sùng khẽ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của những người của Hot Seas, Doãn Nhu đi về phía một con du thuyền khác với hơn 100 người của bà ta. Chờ họ rời đi, Lê Văn Vân lại nhìn về phía Minh Sùng và nói, sau khi tôi rời đi, đám người Khương Vĩ phải giao cho anh rồi. Minh Sùng gật đầu nói, không thành vấn đề. Lê Văn Vân lúc này mới nghĩ tới điều gì đó, sờ sờ mũi nói, ồ, đúng rồi, Hot tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông trong mấy người bạn trước kia đến cùng tôi có hai người là hai anh em tên là phùng tịnh vũ và phùng cảnh thiên ông có biết họ ở đâu không hotzis lắc đầu nói thứ cậu muốn lúc đó chỉ là bốn người khương vĩ hai người khác thì lúc ấy đã bị chúng tôi đánh ngất rồi về sau cũng không quan tâm hai tên vô danh tiểu tốt bọn họ nữa nên không quá để ý có chuyện gì vậy lê văn vân không quá để trong lòng khi nghe những gì ông ta nói sau đó anh nhìn hotzis lại nói còn một chuyện khác nữa. Thằng nhóc cậu sao vẫn chưa xong vậy? hotzis có chút nói không nên lời, có gì thì nói nhanh đi, nói xong thì đi nhanh, nhìn thấy cậu là chướng mắt. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi, nhìn hotzis với ánh mắt rực lửa, tôi từng có một đồng đội, người gác đêm số 69, đến thành phố này khoảng một năm trước. Ngay lúc đó cậu ấy hẳn là đỉnh cấp, sau khi đến đây, cậu ấy cũng mất tích một cách thần bí. Ông có biết tin tức của cậu ấy không? Tôi thực sự có thể kiểm soát hầu hết các tin tức ở khu tội ác, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, không phải quản lý từng chi tiết. Một người chết, một người biến mất là chuyện quá bình thường đối với chúng tôi. Hotsis nói tôi không nghĩ là mình có quan tâm gì nhiều đến những gì đã xảy ra hơn một năm trước. Lời nói của ông ta khiến những người khác đều phải nhíu mày. Ngày càng ít người còn lại trong tiểu đội của họ, nếu họ có thể tìm thấy số 69, đó là điều họ muốn thấy. Nhìn thấy Hotzis phủ nhận, Lê Văn Vân chỉ có thể thở dài trong lòng, sau đó mỉm cười, "Không sao, đưa chúng tôi lên tàu đi." Hotzis gật đầu và vẫy tay với người quản gia bên cạnh. Minh sùng xoay người đi về phía chiếc xe bên cạnh, sau đó anh ta nghĩ tới điều gì đó liền nói, "Tôi sẽ đích thân giao giản hưng cho Trác Nhất Minh, cậu yên tâm đi." Lê Văn Vân gật đầu, không hỏi nhiều về chuyện của tiến sĩ T, điều này dường như là một điều cấm kỵ. Bọn họ băng qua bến tàu trong bến tàu có khá nhiều người đang bận rộn. Những người này đều là người dưới trướng của Hot Seas. Kỳ thật Lê Văn Vân biết rõ dưới Hot Seas có rất nhiều cao thủ, người dưới trướng của ông ta cũng có cơ hội rời khỏi thành phố, họ sẽ đi ra bên ngoài để mua bán, đi thương nghị và đàm phán, v, v. Lê Văn Vân được đưa lên du thuyền, du thuyền rất lớn và có 5 tầng, hầu hết người của Doãn Nhu ở tầng 1 và tầng 2, trong khi Lê Văn Vân và những người khác được sắp xếp ở tầng 5. Mặc dù tầng này tương đối lớn nhưng chỉ có Lê Văn Vân và nhóm của anh ở, ngoài các thành viên trong tiểu đội, gia đình của Lại Tuấn và Trần Tiêu cũng sống ở tầng này. Trần Tiêu đã chính thức gia nhập tiểu đội của Lê Văn Vân, chỉ là bây giờ Lê Văn Vân không có biên chế của người gác đêm. Tất nhiên, Doãn Nhu cũng sống ở tầng này. Sau khi chọn phòng để ở, Lê Văn Vân đặt đồ đạc của mình xuống và bước lên bong tàu. Trên bờ, Hotsis cùng quản gia của ông ta đứng ở nơi đó ông ta vẫn mang bộ dạng lịch lãm đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, nhìn về phía bong tàu bên này. Trên bong của một con du thuyền khác cũng chật cứng người, tất cả đều nhìn về hòn đảo nhỏ, có người phấn khích, có người lo lắng, có người lại có biểu hiện phức tạp. Bất luận như thế nào, rất nhiều người trong số họ đã sống trên đảo này rất nhiều năm, một số người thậm chí còn sinh ra trên đảo này. Mặc dù thành phố này tràn ngập bóng tối và giết chóc, nhưng nơi đây, dù sao cũng là quê hương của một số người. Tuyết. Đột nhiên, một tiếng còi dài vang lên trên mặt biển. Lê Văn Vân cảm thấy con du thuyền mà nhẹ run lên và bắt đầu từ từ rời đảo. Mà tại cảng, Hot Seas vẫy tay và mỉm cười. Không biết ông ta đang tạm biệt với Doãn Nhu hay hy vọng rằng Lê Văn Vân sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng cũng trở về, Liễu Ngọc tìm một cái ghế trên bong tàu ngồi xuống, cô ấy lẩm bẩm nói cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Lê Văn Vân nhìn hòn đảo bí ẩn này, không biết vì sao, anh luôn có linh tính, anh cảm thấy mình sẽ trở lại hòn đảo này một lần nữa. Con người Hotsis rất bí ẩn, đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Lê Văn Vân. Anh quay đầu nhìn và phát hiện Doãn Nhu đang đứng bên cạnh anh tự lúc nào. Bà ta mặc một chiếc váy đen, dáng người mảnh mai, gió biển thổi qua làm chiếc váy đen của bà ta dính chặt vào người, lộ ra vóc dáng thon thả của bà ta một cách sắc sảo và sống động bà đã giao thiệp với ông ta nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu rõ ông ta à lê văn vân hỏi có hai người bí ẩn trên hòn đảo này một người là ngài minh và người kia là hotzis sự bí ẩn của ngài minh là điều rõ như ban ngày nhưng bí ẩn của hotzis lại bị che giấu doãn nhu nói có thể ngài minh cũng không biết rõ về người này lê văn vân hứng thú nhìn về phía doãn nhu và hỏi bà biết bao nhiêu về minh sùng tôi không biết nhiều Doãn nhu bíu môi nói, điều duy nhất tôi biết là thân phận của cậu ta. Cậu ta là người gác đêm số một của hoa hệ, hình như còn xếp dưới cậu. Lúc này, Lê Văn Vân và những người khác đồng thời nhìn nhau. Quả nhiên, Minh Sùng là nhân vật bí ẩn số một của người gác đêm. Mụ nội nó, cố bạch nói, quả nhiên là anh ta, nhưng mà miêu nữ kia, anh ta lợi hại không? Tôi không biết, chúng tôi chưa từng thấy cậu ta ra tay. Doãn Nhu nói, phần lớn thời gian cậu ta đều không ở trên hòn đảo này. Cậu ta là người duy nhất có thể tự do ra vào hòn đảo này, kể cả Hotzis cũng không thể tùy tiện ra vào. Hotzis không thể tùy tiện ra vào sao? Phạm Nhược Tuyết ngạc nhiên hỏi, nói như thế nào nhỉ? Ông ta không phải là người quyền lực nhất trên hòn đảo này sao? Ông ấy quả thực là người quyền lực nhất trên hòn đảo này. Doãn Nhu nói, nhưng nước trên hòn đảo này rất sâu. Tôi đã ở đây nhiều năm mà vẫn không tìm ra ngọn nguồn trong đó. Hòn đảo này không chỉ đơn giản như bốn vị thánh chủ ngoài mặt sáng đâu. Những người ẩn trong đám đông và trong bóng tối có thể mới là quan trọng nhất. Tóm lại, sau khi tôi tiếp xúc, Hotzis dường như cũng muốn rời khỏi đây, nhưng không có cách nào thoát ra được. Bà có biết hòn đảo này, thành phố này ra đời như thế nào không? Lê Văn Vân đột nhiên hỏi. Doãn nhu lắc đầu nói, tôi cũng vậy tôi đã bị đày vào đây nhiều năm trước vì một số chuyện. Lê Văn Vân sướng sờ, nghe đến đây, anh luôn cảm thấy hiểu biết của mình về thành phố này hoàn toàn không đủ. Vậy thì tại sao Minh Sùng lại có thể tự do ra vào? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Doãn Nhu lắc đầu nói, chúng tôi cũng không hiểu, cậu ta rất ít khi đi đường, nhưng những khi thỉnh thoảng xuất hiện, Hot Seas vô cùng khách khí đối với cậu ta. Có thể là 20 năm trước, khi đó Minh Sùng mới 15-16 tuổi, lúc đó cậu ta tức giận, Hotsis quỳ ở trước mặt cậu ta mà run lẩy bẩy. Rất nhiều nhân vật lớn trong thành phố nhìn thấy cảnh này nên không hề có ai dám trêu chọc cậu ta nữa. Cậu ta rời đi năm 17, 18 tuổi, cho tới không bao lâu trước đây mới quay lại. Lê Văn Vân đương nhiên biết điều này, anh ta đã đến Yên Kinh và ở lại Yên Kinh rất nhiều năm. Trong khi họ nói chuyện, ở càng, Hotsis vẫn vẫy tay như muốn chào tạm biệt, nhưng ánh mắt của ông ta thì lại lạnh như băng. Cổ tay của ông ta rút xuống, để lộ một hình xăm nhỏ trên cổ tay. Chương 867, rời đi. "Chủ nhân, hình xăm của ông bị lộ rồi." Bên cạnh là quản gia nhắc nhở. Hotzis ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống, nhìn hình xăm trên tay nói, "Tôi hơi bất cẩn khi thấy cậu ta rời đi." "Chủ nhân, ông sợ cậu ta sao?" Quản gia không nhịn được hỏi. "Sợ, cũng không đến mức sợ." Hotzis bỏ tay xuống, vỗ nhẹ vào bộ vest Hẳn nhiên nói, chỉ là tính cách của thằng nhóc này có chút khó hiểu, giống như Minh Sùng, nhưng không sao. Thời gian cũng sắp đến rồi. Còn Bùi Ninh Tùng thì sao bây giờ? Người quản gia hỏi. Không quan trọng, bản thân ông ta cũng không biết sự tồn tại của tôi. Chúng ta vẫn nên ứng phó với Minh Sùng cho tốt trong khoảng thời gian này đi, đừng để lộ bất kỳ manh mối nào. Không ngờ cậu ta lại quay lại đây vào lúc này, thật là kỳ lạ. Nhìn hai chiếc du thuyền càng ngày càng xa. Hotsis cười tủm tỉm nói, để bọn họ chó cắn chó trong người gác đêm trước đi. Ha, thật thú vị. Đương nhiên, Lê Văn Vân không thể nhìn thấy tất cả những điều này, anh đứng trên bong để hóng gió biển. Một người mặc đồng phục bước đến bên cạnh anh, người này là một trong những nhân viên của du thuyền, là người của Hotsis. Anh ta bước đến bong tàu và nói với Lê Văn Vân, sẽ mất khoảng 10 ngày để chúng ta đi đến Europa. Đồ dùng trên du thuyền có thể sử dụng được trong khoảng 7 ngày sau 7 ngày, chúng ta sẽ đến một cảng khác để tiếp viện. Lê Văn Vân gật đầu nói, không sao. Chỉ là giá thành tiếp tế chỉ giao dịch bằng đô la Mỹ. Về phương diện này, phải phiền anh rồi. Anh ta nhìn Lê Văn Vân mà có chút xấu hổ. Hoàng Thi Kỳ rừng rưng nói, quẹt thẻ được chứ? Được à, thuyền viên vội vàng nói. Vậy thì đến lúc đó lấy thẻ của tôi đi quẹt là được. Cô ta bình tĩnh đáp lại ngoài ra đầu mối tiếp tế không phải là một quốc gia hay thành phố mà là một số hải tặc nên giá cả có thể cao hơn nhiều thường thì chúng tôi đi đường biển đều vượt qua bọn họ cả chúng tôi chủ yếu vận chuyển hàng hóa nên về thực phẩm và nguyên liệu đủ để chống đỡ cho người của chúng tôi rất lâu nhưng đợt này đông người quá lại là du thuyền thuyền viên nói hải tặc lê văn vân hứng thú nói vậy thì thú vị đấy nhỉ tôi nhớ rõ chúng ta giao thiệp với hải tặc là lần đầu tiên chúng ta thực hiện nhiệm vụ khi đó một chiếc chuyên chở hàng bị bọn họ đánh cướp, sau đó Tần Quốc Thành dẫn chúng ta giải cứu. Sau khi rời khỏi khu tội ác, những người trong thế giới ngầm và những võ giả không dễ gặp phải như vậy. Nhóm người này nếu bị xếp vào danh sách của người gác đêm hệ nào cũng đều sẽ cảm thấy nhức đầu. "Đã hiểu, các anh cứ đi thuyền theo đường chỉ định là được." Lê Văn Vân nói, "Ngoài giờ ăn cơm ra, lúc khác đừng quấy rầy chúng tôi." Về ăn uống, nhà ăn nằm trên tầng 3 các đầu bếp đều do ông Hotsis tự mình bố trí. Họ thường trực 24 phần 24, các anh có thể đến nhà ăn ăn uống bất cứ lúc nào. Được rồi, Lê Văn Vân khẽ gật đầu nói, ngoài ra, nơi ở lầu 3 có thể làm đồ ăn đem tới lầu này cho chúng tôi được không? Được à, thuyền viên vội vàng gật đầu. Trên bong có một cái bàn, cả đoàn cũng không vội rời bong, dù sao phong cảnh trên biển vẫn rất tốt. Liễu Ngọc đặc biệt hưng phấn, dù sao đối với cô ấy mà nói, nhiều nhất là nửa tháng, cô ấy đã có thể trở về Lâm Hải, có thể trở lại cuộc sống ổn định của chính mình. Cô ấy lớn lên trong một môi trường yên bình, cô ấy không thể chứng kiến cảnh giết người, máu me, chiến đấu và giết chóc, cô ấy muốn tuân theo pháp luật, sống hòa bình và sống cuộc sống của mình trong hòa bình. Cô ấy tựa vào mạn tàu, trên mặt mang theo ý cười nhìn hòn đảo dần dần nhỏ lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ngay sau đó, có người mang theo một số thức ăn và một chai sâm panh lên lầu sâm panh được nè, chúc mừng chúng ta rời khỏi đây đúng không? Hoàng Thi Kỳ nói, Phạm Nhược Tuyết không uống ngay, sau khi cẩn thận thử độc, chắc chắn không có độc mới gật đầu nói, có thể yên tâm sử dụng rồi. Một người rót một ly sâm panh, mọi người chạm ly, vừa trò chuyện, vừa nhìn hòn đảo đã dần trở thành một điểm nhỏ, cố bạch lầm bẩm tôi nghĩ thành phố này khá phù hợp với tôi, em gái ở nơi này rất sung sức. Chỉ tiếc là tôi chỉ được hưởng ba ngày trong thời gian này, quá ít anh, Trương Vãn Hà không nhịn được đá anh ta một cước, nói anh lớn tuổi như vậy rồi, tìm một cô vợ ổn định không tốt sao. Thanh danh của anh trong người gác đêm bây giờ đã thối giữa rồi, mấy cô gái đó vừa nghe đến tên anh đã cách xa 8 mét, mai này anh còn tìm vợ thế nào được. Cùng lắm thì về sau tôi không tìm người trong người gác đêm là được chứ gì. Cô Bạch bĩu môi nói, dù sao hiện giờ tôi cũng không phải là người gác đêm nữa. Từ từ, bọn họ càng ngày càng xa hòn đảo này, lái thuyền trên biển rộng lớn vô biên, chung quanh không có cái gì khác ngoại trừ biển, thoạt nhìn là một vùng vô ngần. Ở trên vùng biển rộng lớn này, bạn sẽ cảm thấy rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Bạn lại nhìn thoáng qua một lần nữa sẽ dường như nghĩ rằng chỉ có như thế thôi, không thể nhìn thấy gì khác ngoại trừ nước. Và khi bạn nhìn lại lần thứ ba, lần thứ tư, đột nhiên bạn sẽ phát hiện, mẹ nó, thật chán, thật nắng. Đó là những gì các cô gái nghĩ sau 2 giờ trên bong, tất cả đều trở về phòng của mình, trên con du thuyền này có sòng bạc và mặt trược. Các cô gái cũng không chán lắm, họ làm một bàn mặt trược trong phòng của Trương Vãn Hà. Cố Bạch và Lý Thu cũng cảm thấy có chút buồn chán. Cố Bạch nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào trong chiếc du thuyền bên cạnh thì dường như rất vui. Hai chiếc du thuyền đang tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai chiếc cũng không xa nên anh ta trực tiếp chạy tới trên du thuyền đó. Còn Lý Thu thì đi tìm An Nhiên trên bong tàu chỉ còn lại lê văn vân và doãn nhu lê văn vân cầm ly sâm banh đứng dựa vào mạn thuyền nhìn ra biển cả bao la doãn nhu bước đến chỗ lê văn vân ngồi xuống bà ta mỉm cười nói sao cậu không đề cập đến chuyện để tôi vào tiểu đội của cậu lê văn vân quay đầu nhìn bà ta bà nên biết hiện tại tôi không phải người gác đêm nữa đúng lúc hiện tại chỉ có hai chúng ta bà cũng có thể nói cho tôi biết sự thật mục đích rời khỏi thành phố này của bà là gì Tôi chỉ muốn tận dụng tuổi còn trẻ của mình để đi tham thú khắp nơi trên thế giới, tôi không muốn bị mắc kẹt ở thành phố này trong suốt quãng đời còn lại của mình." Doãn Nhu nói. Lê Văn Vân đương nhiên không tin những gì bà ta nói. "Anh nhìn Doãn Nhu, các thành viên trong tiểu đội của tôi, mọi người đều biết rõ về nhau và rất trong sạch. Nếu bà muốn tham gia với chúng tôi, vậy bà phải khiến cho chúng tôi tin tưởng bà và công nhận bà. Nếu bà muốn giấu giếm tất cả thì thật sự không cần thiết." cậu muốn lợi dụng tôi giúp cậu đối phó với đem, tôi sẽ làm hết sức, tương lai tôi cũng sẽ theo cậu. Về phần còn lại, có quan trọng ư? Doãn Nhu hỏi. Đương nhiên là quan trọng. Lê Văn Vân nói, tôi không muốn đến lúc nào đó, bà sẽ đâm sau lưng tôi. Doãn Nhu nhìn mực nước biển, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, cậu đã muốn hỏi, vậy tôi sẽ kể cho cậu chuyện của tôi. Có lẽ, tôi cũng cần lực lượng của cậu mới được. Tại Yên Kinh, nhà của Long Ưng Đài, lúc này long nhã lâm cau mày nói ông nội vẫn không có tin tức gì sao không long ưng đài lắc đầu nói cứ như thể họ đã biến mất hoàn toàn vậy điều duy nhất có thể khẳng định là chuyện này có liên quan đến hồng nguyệt nhưng mà long nhã lâm mím môi nói vương giai kỳ thì không sao nhưng trần hy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi cô ấy chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trong thế giới ngầm cả cháu đừng lo lắng quá hồng mai quế cố tình để lại tín hiệu của mình mà giữa cô ta và Lê Văn Vân dường như đang hợp tác. Điều này đang nói cho chúng ta biết chuyện đó là do cô ta làm." Long Ưng Đài nói, cho nên chờ sau khi Lê Văn Vân trở lại, vấn đề này chắc hẳn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. "Lê Văn Vân sắp về ư?" Long Nhã Lâm hỏi. "Hẳn là vậy." Long Ưng Đài gật đầu, sau đó lông mày của ông ta hơi nhăn lại. "Chương 868, động lòng rồi à?" Trên biển cả vô biên, hai con du thuyền đang từ từ tiến về phía trước, một con tàu khổng lồ và một con tàu kia tương đối nhỏ. Vào lúc này, Lê Văn Vân và Doãn Nhu đứng đối diện nhau trên bong của con tàu 5 tầng nhỏ hơn. Gió biển thổi làn váy của Doãn Nhu áp vào người bà ta, trông có vẻ hơi hấp dẫn. Nếu không phải nghĩ đến độ tuổi của bà ta, có lẽ Lê Văn Vân đã sinh ra cảm giác tim đập thình thịch rồi. Doãn Nhu vuốt ve mái tóc dài bị thổi hơi rối, nhìn mặt biển nói chuyện đó, đã gần 40 năm rồi. Chuyện đó là gần 40 năm trước, mẹ nó là chuyện của thế kỷ trước à? Doãn Nhu kể tiếp, khi đó, gia đình chúng tôi vẫn là một gia đình giàu có và danh giá, sau này, chúng tôi đã đắc tội một gia tộc. Sau đó nữa, gia đình chúng tôi suýt bị giết hết sạch. Khi ấy, tôi mới bước vào tầng lớp trung lưu, cả gia đình chỉ còn lại một mình tôi. Họ đầy tôi đến thành phố này, tôi mất 15 năm, cuối cùng mới đạt đến siêu cấp. Năm ấy, Tôi 3, 13 tuổi, lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã trở thành siêu cấp, vậy là có thể trở về báo thù rồi. Sau đó Hotzis nói với tôi rằng chỉ có một cách để rời khỏi thành phố, đó là đánh bại ông ta. Vì điều này, tôi đã luyện tập chăm chỉ trong một thời gian dài. Trong suốt thời gian dài này, tôi đã hình thành một thể lực và trở thành thánh chủ của khu Bắc, nhưng Hotzis giống như một ngọn núi lớn, tôi mãi vẫn không thể trèo qua. Tôi mang trong mình huyết hải thâm thù nhưng tôi lại không thể báo thù. Doãn Nhu nói đến đây, bình tĩnh hỏi, cậu có hiểu cảm giác này không? 40 năm qua, tôi nghĩ nó đã kết thúc, nhưng nỗi hận này, nó luôn ở trong tim tôi. Nhưng tôi thực sự không thể đánh bại Hot Six. Doãn Nhu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Văn Vân, vẻ mặt bà ta rất bình tĩnh, khi nói ra điều này, giống như bà ta đang nói về chuyện của người khác vậy. Dù sao thì đã hơn 40 năm trôi qua, bà ta cũng không kể rõ chi tiết nữa. Lê Văn Vân ngẩng đầu cười nói, người bà muốn đối phó là ai? Bà chắc chắn người đó còn sống sao? Doãn Nhu lắc đầu, sau đó mím môi nói, cậu cứ đối phó với đem trước đi. Nếu không đổi phó được với đem mà chết ở Europa, đối với tôi cũng chẳng có giá trị gì. Hả, Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi, vậy là bây giờ bà vẫn đang thử tôi sao? Bà không sợ tôi sẽ ném bà xuống biển à? Hiện tại bà có hơn 100 người, còn tôi hiện có 2.000 người. Doãn Nhu cười và nói, không, ý tôi là, nếu cậu chết ở Europa, tôi sẽ chết cùng với cậu. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, anh kinh ngạc nhìn về phía Doãn Nhu. Tôi đã đi cùng với các cậu, vậy thì chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôi sẽ không làm quá nhiều điều thái quá và cũng sẵn sàng chính thức gia nhập tiểu đội của cậu. Tôi không biết liệu mình có thể hòa nhập vào tiểu đội của cậu hay không. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tất cả. Doãn Nhu lẩm bẩm, trở thành một người gác đêm, thực hiện nhiệm vụ, chấp nhận rủi ro, có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ, tốt hơn là cứ ở trong thành phố đó. Lê Văn Vân sững sờ, quả thực đối với anh mà nói, có thể đạt tới siêu cấp trong thế giới này, bà ta sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ, trừ một số lúc bị tính kế. Chỉ cần bà thành tâm, chúng tôi sẽ vô cùng hoan nghênh bà. Các thành viên trong tiểu đội của tôi đều là anh em sống chết mọi người đối với nhau còn hơn là người thân, Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Ừ, Doãn Nhu khẽ cười và nói, thực ra, chúng ta cũng có thể thân càng thêm thân. Cho đến nay, tôi vẫn chưa kết hôn lần nào, có lẽ về sau chúng ta cũng có thể kết hôn gì đó. Cậu nói đúng không? Nhìn thân thể đáng tự hào của bà ta, Lê Văn Vân không khỏi tấm tắc cảm thán. Sao thế? Doãn nho hỏi, động lòng rồi à? Không phải, Lê Văn Vân vội ho khan một tiếng, chỉ là tôi rốt cuộc cũng biết thế nào gọi là xử nữ giả chân chính rồi. Cậu cút ngay cho tôi. Doãn Nhu hét ầm lên, đúng rồi, cậu có muốn đi gặp Doãn Thị Đan không? Là nhân chứng chống lại đem, Doãn Thị Đan đương nhiên cũng được Lê Văn Vân đưa về. Lê Văn Vân lắc đầu nói, không có gì để xem cả, cứ xem cô ta cư xử như thế nào khi đến Europa đi. Doãn Nhu gật đầu nói, vậy thì tôi về cabin trước, nếu không cứ thế này ra tối sẽ dám nắng cho xem. Nói xong, bà ta quay người vào trong cabin. Lê Văn Vân mỉm cười. chương 869, Hiệu Dương Quang. Anh thì không có khái niệm gì về việc đó, dù sao anh cũng từng làm việc ở công trường, ngày ngày phơi nắng phơi mưa. Anh nằm trên ghế mỉm cười thưởng thức mặt biển. Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, trên mặt biển hai chiếc du thuyền cũng đang tiến lên với tốc độ không nhanh không chậm lê văn vân cũng đổi sim ở bên ngoài nhưng vẫn không có chút tín hiệu nào sau khi mấy cô gái chơi mạt trượt trong vài ngày thì phát hiện không còn thú vị gì nữa chủ yếu là vì cược chán họ không đánh bạc tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì đối với mấy người họ cứ đánh chơi như vậy chơi hoài cũng chán tất nhiên một ngày nọ cố bạch thấy họ nói không có gì cá cược anh ta bảo rằng có thể đưa ra gợi ý cho họ người thắng có cơ hội làm bạn gái của anh ta sau đó Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết nổi giận. Anh ta bị Hoàng Thi Kỳ tần một trận, sau đó lại bị Phạm Nhược Tuyết dùng ngân châm châm cho anh ta một cái, khiến anh ta đến giờ vẫn còn nguyên cái mặt liệt. Điều khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh cũng đi theo. Bọn họ vốn đang ở trên một con du thuyền khác, nhưng Cố Bạch đã tình cờ gặp họ, dưới sự đòi hỏi mãi của hai cô gái này, cuối cùng bọn họ chạy đến chỗ đám người Lê Văn Vân. Bất chi bất giác, một tuần đã trôi qua. Vào ngày này, mọi người đều cảm thấy buồn chán khi ngồi trên bong. Cố Bạch nhìn ra đại dương bao la và nói, mẹ nó, chán quá. Lúc này, một thuyền viên chạy tới bong tàu. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, anh Lê, chúng ta còn cách điểm tiếp tế khoảng một giờ nữa. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động, sau đó gật đầu nói, chúng ta ở lại bao lâu? Có thể xuống đi dạo một chút không? Đi xuống đi bộ một chút cũng không sao, nhưng cố gắng kiềm chế người của chúng ta lại. Người ở nơi đó là hải tặc, hơn nữa người trên con tàu này còn tàn nhẫn hơn bọn cướp. Ngộ nhớ có xung đột thì không tốt cho lắm, thuyền viên vội vàng nói. Lê Văn Vân sờ mũi nói, chuyện này tôi sẽ nói với đạo ba, mấy người chúng tôi xuống đi dạo một chút chắc không thành vấn đề chứ. Vậy thì không có vấn đề gì, có lẽ sẽ dừng lại trong khoảng 4 giờ. Chúng tôi cần anh trả tiền nên anh đi xuống cùng nhóm chúng tôi thì không thành vấn đề. Tất nhiên còn phải chọn khoảng 100 người để mang đồ tiếp tế. Thuyền viên nói, không sao, thế anh đi thương lượng với đào ba một chút, bảo anh ta nhanh chóng chọn người. Những người khác không được phép rời khỏi tàu, Lê Văn Vân nói. Được à, thuyền viên vội vàng gật đầu. Cổ bạch và những người khác bên cạnh lập tức trở nên phấn khích. Cổ bạch nói, mụ nội nó, cuối cùng cũng có thể đặt chân lên mặt đất rồi. Còn ở đây thêm vài ngày nữa thì tôi thấy tôi cũng sắp quên mất cảm giác đi trên đất là gì luôn. Nói xong, anh ta lại liếm môi nói, không biết áp trại phu nhân của thủ lĩnh hải đảo này có bộ dạng như thế nào. Nếu bộ dạng xinh đẹp thì tôi sẽ bắt cô ta về làm vợ của tôi. Lê Văn Vân có chút không nói nên lời về sở thích tệ hại của anh ta. "Đừng gây chuyện." Lê Văn Vân nói, "Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây." "Tôi biết, tôi biết." Cố Bạch nói một lúc sau một hòn đảo từ từ xuất hiện trong tầm mắt của lê văn vân nó gần biển có rất nhiều cao ốc quy mô không lớn lắm đại khái tương đương với một thị trấn nhỏ có khá nhiều tàu đậu ở cảng điều khiến lê văn vân ngạc nhiên là ở đó còn có một con du thuyền khổng lồ quy mô của con du thuyền là khá lớn trên đó có một vài chữ viết bằng tiếng anh hiệu dương quang a à, không ngờ ngoài chúng ta ra còn có những du thuyền khác đang tiếp tế ở đây những người này giao thiệp với bọn cướp biển đúng là can đảm thật. Bên cạnh, Lý Thu bĩu môi nói. Lê Văn Vân liếc qua đó và không quan tâm lắm. Không bao lâu, hai chiếc du thuyền dừng ở cảng, Lê Văn Vân vươn vai nói, đi thôi, đã đến lúc chúng ta phải xuống rồi. chương 870 nhiều người còn trực tiếp huyết sáo. Họ đi dọc bong tàu về phía hòn đảo. Trên con du thuyền bên cạnh họ, đao ba cũng bước ra khỏi bong cùng một nhóm người, không ai trong số họ có vũ khí, bên ngoài khu tội ác có rất ít nơi cho phép sử dụng vũ khí đây là nơi sinh sống của những tên cướp biển nếu mang quá nhiều vũ khí ngược lại có thể gây ra một số xung đột về phía lê văn vân thuyền trưởng du thuyền của họ là người đi đầu khi anh ta đi vào bờ trên bờ có khá nhiều người họ ăn mặc không quá ổn da ngăm đen hiển nhiên là phải dầm mưa dãi nắng lâu ngày điều khiến lê văn vân ngạc nhiên nhất là tất cả họ đều có súng treo trên ngực Thuyền trưởng bước về phía trước và giao tiếp với những người ở đó bằng những lời mà Lê Văn Vân chưa từng nghe bao giờ. Có rất nhiều người ở cảng, Lê Văn Vân đoán rằng có lẽ có trên trăm người. Nhìn thấy đám hải tặc này, Liễu Ngọc có chút sợ hãi nói, "Em vẫn không nên xuống thì hơn." Lê Văn Vân gật đầu nói, "Được, vậy em về trước đi, cứ đợi ở trên tầng cao nhất, thành thật đi theo Trần Tiêu là được." Trần Tiêu cũng không chọn xuống thăm thú, anh ta không hề quan tâm đến những thứ này chỉ muốn đến Europa càng sớm càng tốt và chém chết đem để trả thù. Những người trong cảng đang nhìn đám người Phạm Nhược Tuyết đứng trên bong một cách chẳng e dè gì. Ngoại hình của Phạm Nhược Tuyết, Hoàng Thị Kỳ và Doãn Nhu có thể nói là đỉnh cao, hơn nữa tình trạng da của họ hoàn toàn không thể so sánh với. Nhiều người còn trực tiếp huyết sáo. Doãn Nho thấy những người này đối xử với mình như vậy, phải biết ở khu tội ác không có người nào dám chọc gẹo bà ta chút nào bà ta lạnh lùng hỏi tôi có thể giết những người này không cố bạch và những người khác sửng sốt mặc dù những người này có đeo súng nhưng hầu hết đều là người thường làm sao có thể là đối thủ của doãn nhu họ đang ở đây nếu xung đột nổ ra việc rời đi sẽ không dễ dàng nữa họ không muốn trì hoãn ở đây quá lâu nơi đây chỉ là để tiếp tế sau đó thuận tiện xuống tàu đi tham quan mà thôi cố bạch nhanh chóng nói lão doãn đây là lỗi của bà mà bọn họ huyết sáo với bà, đây là bằng chứng cho thấy bà xinh đẹp. Ở bên ngoài, gái đẹp thường bị người khác gạ gấm, còn Ed Richard hay sao đó nữa. Vậy về sau mỗi lần bà đi ra ngoài chẳng phải sẽ giết hàng trăm người một ngày à? Những gì anh ta nói vốn không có gì sai, bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên rất vui khi nghe được. Nhưng cách xưng hô của anh ta thực sự khiến đầu của Doãn Nhữ nổi đầy vạch đen. Tôi nghĩ tôi cần phải đánh cậu một trận trước khi tôi động thủ với bọn họ. Doãn nho đen mặt nói. Thấy họ ồn ào, Lê Văn Vân cũng mỉm cười. Trong những ngày qua, anh có thể thấy Doãn Nhu đang cố gắng hết sức để tích cực hòa nhập vào đội của họ, nhưng Trần Tiêu dường như rất ít nói. Họ đứng đó đợi, chẳng mấy chốc thuyền trưởng đi tới nói, họ đồng ý rồi, chúng ta cùng đi xuống đi. Lê Văn Vân gật đầu, cùng đoàn người bước lên đảo. Sau khi đặt chân trên mặt đất, Cố Bạch nheo mắt nói thật thoải mái một vài người đàn ông vội vã chạy đến họ vây quanh phạm nhược tuyết doãn nhu hoàng thi kỳ và trương văn hà bộ lô ba la nói gì đó có một người lớn gan giơ tay sờ về phía trương văn hà bị vây quanh bởi mấy người mấy cô gái đã có chút buồn bực thấy có người động thủ ánh mắt trương vãn hà chợt trở, trở nên lạnh lẽo cô ấy trở tay bắt lấy người đàn ông hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất xác sắc. audio điện tử võ tấn bền Chương 871, chẳng lẽ du thuyền bị bọn hải tặc này bắt cóc? Nhìn thấy Trương Vãn Hà ra tay, khoảnh khắc tiếng hét vang lên, đám hải tặc giống như được tiêm máu gà, vài người trực tiếp giơ súng lên. Lê Văn Vân cau mày. Anh không muốn gây ra rắc rối, nhưng lại không ngăn nổi rắc rối chủ động đi tìm họ. Anh lạnh lùng nhìn về phía người phụ trách của cảng. Anh chàng này ngăm đen và cứng cáp, không hề ngăn cản, ngược lại còn vô cùng thích thú xem cảnh này ánh mắt cũng đánh giá đám người phạm nhược tuyết từ trên xuống dưới vào lúc này thuyền trưởng của du thuyền mấy người lê văn vân cau mày sau đó bước tới gần người đàn ông này nói gì đó sau khi người kia nghe xong liền nhíu mày tiếp đó xông vào đám người hét lớn dây kế tiếp đám người vây xung quanh lê văn vân mới rút lui một cách miễn cưỡng anh đã nói gì với anh ta rồi lê văn vân cau mày hỏi tôi nói với bọn họ nếu các anh còn như vậy tôi sẽ không mua chỗ của anh, chúng tôi sẽ đi đảo tiếp theo. Thuyền trưởng nói, vì tiền, anh ta vẫn thỏa hiệp. Tiền, có rất ý nghĩa nhiều trong thế giới thực, có thể mua vũ khí, có thể mua thức ăn. Nhóm đồ tể này, Trương Vãn Hà khịt mũi lạnh lùng ném người đàn ông trên mặt đất. Lúc này, Lê Văn Vân và thuyền trưởng của họ nói, mọi người, đi với tôi. Họ đi theo người đàn ông da đen, cộng thêm người của đao ba, khoảng hơn trăm người, trực tiếp đi qua đám đông ở cảng rồi đi về phía bên trong đi được một đoạn hoàng thi kỳ đột nhiên vỗ vai lê văn vân nói nhìn qua đó đi lê văn vân nhìn về hướng hoàng thị kỳ chỉ sau đó hơi sững sờ theo hướng đó bọn họ nhìn thấy một chiếc du thuyền hạng sang khác lúc này trên bong du thuyền có mấy người cầm súng mặc đồ cướp biển mấy người trong trang phục hải tặc đang tuần tra qua lại đây là lê văn vân cau mày nói chẳng lẽ du thuyền bị bọn hải tặc này bắt cóc điều này khó nói lắm. Bên cạnh, cổ bạch nói, nhưng nếu thực sự bị bắt cóc, tôi nghĩ chúng ta cần phải hành động. Lê Văn Vân gật đầu. Dù không còn là người gác đêm nhưng nếu thực sự là tình huống bị bắt cóc, họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Quan sát một chút đi, cũng có thể là họ đang thực hiện các giao dịch với những người ở đây. Dù thuyền chỉ là một vỏ bọc, Lý Thu nói. Vừa nói chuyện, bọn họ vừa đi qua thị trấn, đường xá bên trong đều là đường đất, Nhà cửa hai bên cũng rất thô sơ, chỉ đơn thuần để ở. Vẻ ngoài của đám người Lê Văn Vân có chút khác biệt, quần áo của họ cũng hoàn toàn khác với những người khác, trên đường đi lại không ít người tò mò nhìn đám người Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhận thấy rằng những người ở đây, đặc biệt là đàn ông, đều có vẻ tàn nhẫn, điều mà chỉ có trên chiến trường mới có thể bồi dưỡng ra được. Anh không kìm được mà đi về phía trước và hỏi thuyền trưởng, họ chỉ là những tên cướp biển đơn giản thôi sao? Thuyền trưởng của chiếc thuyền này là một người Đông Á, Lý Kim Minh của Minh giáo, nghe thấy câu này của Lê Văn Vân, anh ta lắc đầu nói, điều tôi biết được cũng không nhiều, ngày thường tôi cũng hiếm khi đến hòn đảo này để tiếp tế. Lê Văn Vân gật đầu nói, chúng ta hiện tại đi đâu? Đi thương lượng thỏa thuận với sếp của họ. Lý Kim Minh nói, thẻ ngân hàng của anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lê Văn Vân gật đầu và nói, "Ừ, đã sẵn sàng." Trong lúc trò chuyện, Họ đã đến được phần trên của thị trấn, ngôi nhà ở đó tốt hơn nhiều so với ngôi nhà bên dưới, hơi giống một khu biệt thự lớn nhìn ra biển. Khi Lê Văn Vân đến gần, cũng có một vài người ở cửa, họ để ngực trần và cầm súng, đang ngồi cạnh cửa và hút thuốc. Bên trong trang viên, cũng có một số người đứng tụm năm tụm ba, hoặc là cả đống người tụ tập với nhau. Họ đang chơi với nhau, nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân bước vào, có mấy người lộ ra một chút hứng thú trên mặt. Đi qua nhiều hành lang họ bước vào một đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy nơi này có vẻ hoàn toàn khác với nơi tồi tàn bên ngoài mà bên trong này thì ít người hơn và yên tĩnh hơn rất nhiều mẹ nó tên cướp biển này biết hưởng thụ thật chứ cố bạch nhìn xung quanh anh đang nhìn cái gì vậy lý thu hỏi tôi đang xem áp trại phu nhân có sinh không cố bạch cười nói lúc này bọn họ rẽ một góc đi đến bên kia đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng bên trong khóe môi Lê Văn Vân không khỏi hơi cong lên. Chương 872, cần nhiều như vậy à? Trong đại sảnh phía sau góc, có một cái bàn trông giống như một hội trường. Đối diện bàn là một chiếc ghế sofa da hổ, trên ghế sofa có một người đàn ông trắng trẻo cường tráng ngồi trên đó. Trên người anh ta cũng mặc một bộ chế phục đặc biệt, có phần giống quân phục. Trước mặt anh ta có mấy khẩu súng, chân để trên bàn, đối diện là mấy người đàn ông mặc vest và đi giày da đủ loại màu da. Trời má, mấy người này, nhà giàu nha." Cố Bạch kinh ngạc thốt lên, chiếc đồng hồ này và bộ vest này đều là hàng cực phẩm. Anh ta biết khá nhiều về những thương hiệu này. Người đàn ông trắng trẻo ngồi đó, nghe được lời nói của Cố Bạch thì sự tức giận hiện lên trên mặt anh ta. Anh ta gầm lên gì đó với Lê Văn Vân. Anh đang nói cái con mẹ gì thế? Nói gì mà như vịt kêu, không hiểu gì hết." Cố Bạch nói không nên lời. Lúc này lý kim minh bất lực nói ông chủ của họ bảo anh đừng nói nữa và im lặng đi cố bạch nhướng mày vừa định nói gì đó lê văn vân đã kéo anh ta lại anh ta hừ lạnh một tiếng người áo đen mang theo lê văn vân chạy tới bên cạnh ông chủ da trắng nói vài câu ông chủ da trắng nhìn đám người lê văn vân vô cùng hứng thú sau đó nói vài câu với những người bên cạnh một vài người cầm súng đi tới và vẫy tay với những người ngồi phía trước những người đó nơm nớp lo sợ đứng dậy khỏi ghế rồi họ bị ép và đi về một hướng lúc này ông chủ da trắng nhìn về phía lê văn vân và những người khác mỉm cười rồi nói điều khiến lê văn vân ngạc nhiên là lần này ông chủ da trắng nói bằng tiếng anh anh ta chộp lấy một khẩu súng trên bàn nghịch nó trong tay các anh đến đây mua đồ à cần mua gì tôi nói trước giá ở đây cao hơn bên ngoài rất nhiều vẻ mặt của lê văn vân hơi thay đổi sau đó nhìn về phía thuyền trưởng Thuyền trưởng trông khá bình tĩnh, anh ta lấy ra một cuốn sổ và bình tĩnh đưa qua. Tuy rằng anh ta rất khách khí, nhưng dù sao anh ta cũng đi ra từ khu tội ác, cũng thuộc tiêu chuẩn đỉnh cấp, cho nên cũng không có gì quá thấp kém. Tất nhiên, anh ta có thể coi là đang cố gắng không gây ra rắc rối nếu có thể. Ông chủ cầm lấy cuốn sổ, xem xét rồi nhếch mép cười nhẹ nói, "Cần nhiều như vậy à?" Sau đó, anh ta ném nó cho người đàn ông đeo kính bên cạnh, người đàn ông này cầm lấy cuốn sách ông chủ da trắng nhàn nhạt, nhạt nói, chúng tôi cần một ít thời gian để tính toán giá trị. Bên cạnh, Lý Kim Minh trầm giọng nói, theo giá trước đây của chúng tôi, thứ chúng tôi mua chỉ tồn tại được khoảng 7 ngày. Ở đây đắt hơn, khoảng 500.000 đô la. Đê dấu lớn. Lê Văn Vân hít một hơi khí lạnh. 500.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 300 vạn nhân dân tệ. Hai chiếc thuyền của bọn họ cộng thêm thuyền viên cũng chỉ hơn 3.000 người. Hai, Mức này cao hơn bên ngoài gần chục lần. 20. Nghe thấy giá cả, Lê Văn Vân khẽ nhíu mày. Anh không thiếu tiền, nhưng cũng không thực sự muốn trở thành vật tế thần. Lúc này, ông chủ da trắng chủ động giới thiệu và nói, "Tự giới thiệu một chút, có thể gọi tôi là Bray, hoặc có thể gọi tôi là thuyền trưởng Bray. Ở vùng biển phụ cận này, tôi là vua tuyệt đối. Mời ngồi." Lê Văn Vân và những người khác cũng không khách khí mà ngồi xuống ánh mắt của thuyền trưởng Bray rơi vào trên mấy người phạm nhược tuyết, Hoàng Thị Kỳ, quét qua quét lại chẳng kiêng dè gì. Thu hồi lại ánh mắt dâm đáng của anh đi, cố bạch không nhịn được mà lãnh đạm nói. chương 873, đi xuống thu xếp mọi chuyện thỏa đáng cho tao. Bray nhướng mày, nhưng sau đó lập tức nở nụ cười, lỗi của tôi, chủ yếu là vì tôi hiếm khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp như vậy trên hòn đảo của chúng tôi, vì vậy mới không nhịn được mà nhìn thêm tốt nhất là như vậy. Lê Văn Vân thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống ghế chờ kết quả. Sau khoảng 10 phút, người đàn ông đeo kính quay lại. Sau khi nói nhỏ vào tại Bray, Bray nhàn nhạt lên tiếng và vươn năm ngón tay với đám người Lê Văn Vân, 500.000 đô la Mỹ. Lê Văn Vân cau mày, Lý Kim Minh nói, được thôi, quẹt thẻ đi. Anh ta dường như không muốn xung đột quá nhiều với những tên cướp biển trên đảo. Lê Văn Vân tuy rằng có chút không vui trong lòng, nhưng sau khi Lý Kim Minh nói như vậy, anh cũng không nhiều lời, bảo Hoàng Thi Kỳ lấy thẻ ngân hàng ra. Ôi, Bray nhìn thấy thẻ ngân hàng mà Hoàng Thi Kỳ lấy ra, khóe miệng hơi nhếch lên, thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, xem ra nguồn gốc của mọi người đều bí ẩn nhỉ. Tên cướp biển chết chóc này vậy mà lại biết về ngân hàng Tân Hải. Tuy nói như vậy, nhưng anh ta vẫn thành thật quẹt thẻ cho đám người Lê Văn Vân, sau đó nói, "Xong rồi, trước khi mang đồ đi, cho tôi hỏi các người một chút được không?" không biết hai chiếc du thuyền của các người đến từ nơi nào, muốn đi đến đâu. Lý Kim Minh Cao mày nói, điều này hình như không liên quan gì đến các anh nhỉ, chúng ta chỉ là giao dịch với nhau mà thôi. Lê Văn Vân nhìn về phía Bray và hỏi, vậy đúng lúc, thuyền trưởng Bray, tôi cũng có một câu hỏi. Trên du thuyền trong cảng, tôi cũng thấy người trên đảo của anh đang cầm súng đứng trên đó. Họ đến tìm anh để tiếp tế à? Hay họ bị anh bắt cóc? Không thể trả lời thuyền trưởng Bray cười nói, các anh chỉ lại đây giao dịch mà thôi. Đám người Lê Văn Vân hơi nhướng mày, lúc này Bray nói, đưa bọn họ đến kho hàng khuân vác vật tư đi. Lê Văn Vân và những người khác không nói gì nữa, họ lùi ra khỏi cửa. Khi ra đến cửa, Lý Kim Minh nói với đám người Lê Văn Vân, anh Lê, chút nữa các anh có thể đi dạo nơi này một chút. Đương nhiên, cố gắng đừng chọc tới người trên hòn đảo này, tránh chút phiền phức, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian chúng tôi cần khoảng 4 giờ, đến lúc đó các anh đến cảng hội hợp là được. Lê Văn Vân gật đầu, Đao Ba và Lý Kim Minh chỉ huy đám người minh giáo đó đi theo đám hải tặc về phía nhà kho. Còn Lê Văn Vân và những người khác đi theo một hướng khác. Lão Đại, anh nghĩ thế nào? Đánh giá theo tình hình vừa rồi, những người đó rõ ràng là người trên du thuyền. Những người này đều là những người giàu có, hơn nữa gần như có thể chắc chắn rằng họ đã bị bắt cóc. Lý Thu nói, hay là chúng ta trực tiếp động thủ đi. Hòn đảo này chỉ có một đám ô hợp, chúng ta thì mang theo gần 3.000 người, san bằng bọn họ quá ư là dễ dàng. Không vội, Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, anh cho rằng, bọn họ sẽ để chúng ta đem vật tư đi một cách an tâm như vậy sao? Cùng lúc đó, trong đại sảnh kia, mấy người Lê Văn Vân chân trước vừa rời đi, chân sau đã có mấy người đi vào trong đại sảnh. Trong đó có một người tiến lên nói, đại ca, em đã kiểm tra một chút, đều không điều tra được sự tồn tại của hai chiếc du thuyền này trong tất cả du thuyền cỡ lớn trong phạm vi toàn thế giới. Em đoán đây là du thuyền mới nhất của nhà giàu nào đó, vô cùng có khả năng là lần đầu tiên rời bến. Trên thuyền, ai ở đó, vũ khí là gì? Ray hỏi lại. Theo quan sát của bọn em, tổng số người khoảng 2, 3 nghìn người. Về phần vũ khí thì chưa tìm thấy gì, nhưng hình như con tàu đang tổ chức một bữa tiệc. Có lẽ là loại tiệc phục cổ, nhiều người bọn họ đều đeo vũ khí. Người đàn ông nói, thuyền trưởng Bray cười khẩy một tiếng, bữa tiệc phục cổ. Trò chơi của những kẻ có tiền trên thuyền thật là chán ngắt. Tìm cách kiểm soát họ cho tao, không cho toàn bộ phụ nữ chung một chỗ. Ngoài ra, trong số những phụ nữ vừa rồi có ba người cực kỳ xinh đẹp. Buổi tối tao muốn tụi mày đưa bọn họ đến phòng của tao. Ông chủ, em có thể sơi thứ hai không? Một người đàn ông khác hào hứng nói. Cút đi, lần này ba cô gái này, tao muốn hưởng riêng. Ray sáng ngời hai mắt, đi xuống thu xếp mọi chuyện thỏa đáng cho tao. Vâng, mấy người đi xuống. Ray liếm môi nói, hôm nay mỹ nhân hàng đầu này lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Xem ra vận may của mình không tệ chút nào. chương 874 người phụ nữ lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Bên kia Lê Văn Vân đang đi trên đường đất, nhìn ngắm phong tục ở đây. Nơi này nắng rất mạnh nên hầu hết mọi người Đặc biệt là phụ nữ đều đeo khăn trùm đầu, nhưng ngay cả là vậy thì tình trạng da của họ cũng khá kém. Biểu cảm họ nhìn Lê Văn Vân rất kỳ lạ, như thể đã nhìn thấy một giống loài mới lạ, lại như thể đã nhìn thấy con mồi nào đó, ánh mắt của họ cực kỳ quái lạ. Cứu mạng, cứu mạng. Vào lúc này, Lê Văn Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Hình như là tiếng Trung, Lý Thu ngạc nhiên. Mấy người vừa tìm kiếm vừa nhìn theo hướng kêu cứu chỉ thấy cách đó không xa có một người phụ nữ mặc váy hoa, nhưng chiếc váy hơi bị rách, lộ ra một mảng da thịt lớn. Đương nhiên, bản thân váy này cũng là kiểu ôm mông, cặp đùi vốn trắng trẻo hiện tại có chút bẩn thỉu tóc của cô ta màu đỏ, nhưng lúc này lại dường như nhiễm rất nhiều bùn, cả người cô ta trông vô cùng chật vật. Trên người cô ta vẫn còn một số vết thương không đi dày, chân như bị cắt xước, trên quần áo có rất nhiều vết máu. Cô ta đang hoảng sợ bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét cầu cứu. Trong những ngôi nhà ở hai bên con đường đất, rất nhiều người đều đang quan sát, nhưng Lê Văn Vân thấy rằng hầu hết họ đều xem tất cả những điều này như đang xem một buổi biểu diễn xiếc khỉ. Chẳng ai ra tay cứu cô ta, thậm chí có người còn phát ra tiếng reo hò, kiểu cổ vũ giống như khi một tên cướp xuống núi. Rõ ràng, những điều này xảy ra ở đây rất thường xuyên. Phía sau người phụ nữ có hơn chục người đàn ông cầm súng, có thể dễ dàng đuổi kịp người phụ nữ. Nhưng họ không làm vậy. Thay vào đó, họ chủ động bám theo người phụ nữ, như thể đang thưởng thức kiểu mèo vần chuột. Người phụ nữ lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Lê Văn Vân nhìn quanh, lông mày nhíu lại. Đây là một hàng hải tặc tiêu chuẩn. Mặc dù người phụ nữ trông có vẻ chật vật, nhưng ngoại hình của cô ta trông vẫn rất xinh đẹp. Cô ta vừa chạy vừa nhìn những tiếng động ở Mỹ xung quanh, trên khuôn mặt toàn là hoảng sợ và tuyệt vọng. Cuối cùng, cô ta cũng nhìn thấy đám người Lê Văn Vân. Cô ta nhìn cách ăn mặc của đám người Lê Văn Vân, như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng vậy, sức lực của cô ta dường như đã tăng lên một chút, chạy một mạch tới chỗ đám người Lê Văn Vân. Lê Văn Vân và những người khác đứng đó, nhìn thấy cô gái chạy tới, Lê Văn Vân cau mày, sau đó đón được cô ta. Cô ta nhào vào vòng tay của Lê Văn Vân, nói với vẻ gần như van xin, "Làm ơn, cứu tôi, chỉ cần anh cứu tôi, tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn, tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền." lê văn vân nhìn bộ dạng của cô ta không khỏi thở dài trong lòng bên cạnh trương văn hà đón lấy cô ta sau đó đưa về phía sau lê văn vân cố bạch cùng hoàng thị kỳ đồng thời tiến lên một bước chắn đường cho cô gái còn phạm nhược tuyết thì đã bắt đầu quan sát cô gái một số vết thương ngoài ra nhưng tinh thần rõ ràng đã suy sụp phạm nhược tuyết nói lê văn vân thở phào nhẹ nhõm quay lưng về phía cô gái nhìn về phía đoàn người cầm súng đang đi về phía mình anh chỉ hỏi làm sao cô lại tới hòn đảo này tôi đang đi nghỉ đi con thuyền hiệu dương quang ở europa con thuyền này nói rằng sẽ đi vòng quanh thế giới trong một tuần sau đó chúng tôi lên thuyền gặp phải rất nhiều cướp biển chúng kiểm soát toàn bộ con tàu của chúng tôi và đưa chúng tôi đến đây tất cả phụ nữ đều bị bắt lên đảo này có một số người phụ nữ bị trà đạp đến hư hỏng rồi tôi nhận lúc bọn họ không để ý đến tôi mà chạy ra ngoài nói đến cuối cùng cảm xúc của cô ta đột nhiên suy sụp và bắt đầu khóc sống lên. Các người có thể cứu tôi được không? Tôi cầu xin các người, chỉ cần các người chịu cho tôi rời hòn đảo này, tôi sẽ cho các người bất cứ thứ gì. Tôi có tiền, gia đình tôi có rất nhiều tiền. Cô ta kích động nói. Yên tâm, không ai có thể động đến cô đâu. Cô bạch nhẹ giọng nói, khoanh tay đứng ở trước mặt cô ta, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Trường 875 vậy bọn tao nhất định phải giải cứu đám người này. Vào lúc này, khoảng hơn chục người đã đi tới phía trước, khi họ nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân vây quanh cô gái phía sau mình, một trong số họ cao mày và nói điều gì đó. Mày đang nói cái quái gì thế? Cô bạch mắng, nếu thuyền hiệu Dương Quang này là do tụi mày bắt cóc, vậy bọn tao nhất định phải giải cứu đám người này. Cả hai bên đều nói những thứ tiếng mà họ không hiểu gì cả. Đang nói chuyện, đối phương thấy đám người Lê Văn Vân không muốn giao người ra, mười mấy người đối diện trực tiếp rút súng ra sau đó chĩa vào đám người Lê Văn Vân. Mày cầm cái này hù ai thế? Đồ thiểu não, cố bạch vừa nói lớn vừa chửi bới. Đừng nói nhảm với họ, trực tiếp động thủ đi. Hoàng thi kỳ xa sầm nét mặt nói, những người này không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Cô gái này nói rằng nhiều phụ nữ đã bị bắt cóc đến hòn đảo này, dùng đầu óc mà nghĩ cũng biết có thể sẽ gặp phải chuyện gì. Tất cả chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Lê Văn Vân gật đầu. Bang, Đúng lúc này, người đối diện anh hét lớn một tiếng, thấy mấy người Lê Văn Vân không đoái hoài gì thì trên mặt lóe lên tia tàn nhẫn, trực tiếp bắn tới trước miệng Lê Văn Vân. Viên đạn gầm thét, ở khoảng cách ngắn như vậy, viên đạn có thể chạm tới Lê Văn Vân ngay lập tức. Lê Văn Vân khẽ liếc mắt một cái, trong mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo, sau đó tốc độ ngón tay cực nhanh, cổ tay lập tức nhấc lên, sau đó ngón tay khẽ kẹp lấy. Viên đạn đã bị kẹt giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của anh. Mười mấy người động thủ kia ngay lập tức bị choáng váng, bọn chúng đang lớn tiếng gào thét quang quác gì đó. Hừ. Lê Văn Vân đánh trả, viên đạn trong tay anh lập tức trực tiếp lao về phía người bắn. A. À. Viên đạn bắn thẳng vào tay phải đang cầm súng của gã, gã hét lên một tiếng rồi ôm tay ngồi xổm trên mặt đất, máu chảy dài theo kẽ hở giữa các ngón tay. Cả chục người đều bị sốc, bọn họ đang lớn tiếng gào thét cái gì đó. Lúc này cư dân hai bên đường đều đứng dậy cầm súng từ trong phòng hoặc cầm các loại vũ khí bắt đầu bao vây đám người Lê Văn Vân từ mọi hướng. Sắc rối lớn rồi, Lý Thu Cao mày nói, con mẹ nó, đây là hang ổ hải tặc mà. Cùng lúc đó, tại cảng, một nhóm lớn người bắt đầu tập trung tại đây, tất cả đều cầm súng ống trong tay, có lẽ lên tới hàng nghìn người. Không thể không nói rằng quy mô của nhóm hải tặc này đã khá lớn, hầu hết những tên hải tặc này đều được trang bị súng ống tương đối tốt. Họ bắt đầu tiếp cận hai con thuyền khổng lồ từ cảng. Trên con thuyền khổng lồ nhỏ hơn, Trần Tiêu và Liễu Ngọc đang cùng nhau ngồi trên bong tàu trên tầng năm. Liễu Ngọc lẩm bẩm, tại sao bọn họ còn chưa trở lại? Trần Tiêu nhìn về phía hải cảng, đột nhiên lông mày anh ta hơi nhăn lại, anh họ của cô có thể tạm thời không có cách nào về được, cô hãy ở bên cạnh tôi đừng nhúc nhích. Bên cạnh bọn họ, Lâm Khả Hân cùng Chu Linh Linh cũng đứng đó lâm khả hân đột nhiên cười nói những tên cướp biển này định làm gì thế bọn họ định bắt cóc chúng ta sao cùng lúc đó trên bờ biển giữa đám hải tặc kia có một tên một mắt đang cầm kính viễn vọng gã nhìn thấy ba người lâm khả hân trên bong tàu nước miếng gần như ứa ra má nó còn có ba cô gái xinh đẹp như vậy nữa lời to lời to rồi gã nói với đôi mắt sáng ngời audio điện tử võ tấn bền chương 876, anh đã từng nghe nói về người gác đêm chưa? Gã trột mắt đeo băng bịt mắt liếm môi, trên tay cầm một chiếc máy bộ đàm, lúc này gã đang nói với máy bộ đàm, các anh em hãy lên thuyền khống chế cả hai chiếc thuyền cho tao. Nói xong, nhiều tên cướp biển bắt đầu cầm súng và đi về phía hai con thuyền. Trên bong trên cùng của con thuyền lớn, Lâm Trí Viễn và Chu Diệu Thanh đang ngồi hút thuốc trên bong, bọn họ nhìn thấy rõ ràng cảnh này. Khóe miệng Lâm Chí Viễn hơi nhếch lên, xem ra là đám người lê văn vân đi mua đồ cũng không thuận lợi lắm nhỉ những người này định đánh cướp chúng ta sao chu diệu thanh đột nhiên nở nụ cười hỏi xem ra là như vậy trên mặt lâm trí viễn cũng lộ ra một nụ cười nồng đậm thật thú vị những ngày này nhìn những vùng nước biển này mãi tôi sắp phát điên lên rồi không ngờ vậy mà lại có người chủ động làm trò vui cho chúng ta thật sự rất thú vị Chu Diệu Thanh hoạt động bả vai một chút, một lát nữa ném xuống biển cho cá ăn nhé. Những người này đều là hải tặc, kỹ năng bơi có lẽ rất tốt, ném xuống biển chắc chắn lắm, lát nữa kiếm mấy cái cọc, treo hết lên rồi nối thành một chuỗi, thế thì có vẻ thú vị. Lâm Chí Viễn nói, bọn họ đang bắt đầu thảo luận xem nên chơi những tên cướp biển này như thế nào, hai người dường như không có chút sợ hãi nào khi đối mặt với vũ khí nóng của bọn họ ở phía bên kia nhóm lê văn vân đã bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài bọn chúng vây quanh lê văn vân tạo nên một mảnh ồn ào mẹ nó đang nói cái tiếng chim gì vậy cố bạch khinh thường nói một đám ô hợp đại ca không có ai ở đây là vô tội hay là chúng ta làm thịt bọn chúng hết đi trong mắt lê văn vân đầy sát khí tuy nhiên anh còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên phát hiện đám người đông đảo đã im bặt sau đó đám đông tản ra hai bên Lê Văn Vân nhìn về hướng đó và thấy một nhóm người mặc đồng phục đang đi về phía họ. Người đứng đầu là Bray. Lê Văn Vân khẽ cau mày khi nhìn thấy những người đó. Lý Thu nói bên tai Lê Văn Vân, e rằng đám người này không chỉ là một hải tặc đơn giản, rất có thể là lính đánh thuê. Trong thế giới này, lính đánh thuê là sự tồn tại chân thật, bọn họ xuất hiện trên nhiều chiến trường khác nhau, lấy tiền làm việc. Chỉ cần bạn đưa thù lao, họ sẽ làm bất cứ điều gì rây đi tới phía trước khi nhìn thấy cô gái người đầy vết thương anh ta tựa hồ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra bèn nhìn mấy người lê văn vân và hỏi các ông chủ các người định can thiệp vào chuyện trên đảo của chúng tôi sao lê văn vân nhìn anh ta bình tĩnh nói con du thuyền này quả nhiên là bị các người bắt cóc đúng không tại sao không người anh em chúng tôi là hải tặc không phải là anh cảm thấy tôi có phần dễ nói chuyện quá đấy chứ rây nhìn mấy người lê văn vân trong giọng điệu mang theo một tia u ám. Lê Văn Vân bĩu môi, anh nhìn Bray và thản nhiên nói, cô gái này và những người trên con thuyền đó, thả đi hết cho tôi. Bray sững sờ, anh ta bước đến chỗ Lê Văn Vân với khẩu súng lục trên tay, chĩa khẩu súng lục về phía đầu Lê Văn Vân và nói, anh đang nói chuyện với tôi ư? Tôi khuyên anh nên bảo quản tốt khẩu súng trong tay, đừng chĩa lung tung. Cố Bạch sa sầm nét mặt nói, hai, tôi vốn định chơi với các người Ray thản nhiên nói, nếu đã đến nước này rồi, vậy tôi sẽ nói rõ nhé, tôi là hải tặc đúng chứ? Một vì tiền, hai là phụ nữ. Trên con thuyền tên Dương Quang kia đều là doanh nhân giàu có trên toàn thế giới. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm gì họ. Nhiều nhất là tôi sẽ ngủ với những người phụ nữ này một giấc. Khi người nhà họ gửi tiền cho tôi, tôi sẽ thả họ đi. Nói tới đây, anh ta quét mắt qua lại trên mặt của Phạm Nhược Tuyết và Doãn Nhu rồi nói, về phần các người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai du thuyền của các người đã bị người của tôi điều khiển. Nói rồi, trong mắt Bray lộ ra vẻ dâm đáng, đêm nay ba người phụ nữ này sẽ xuất hiện trên giường của tôi, tôi phải nhấm nháp thật cẩn thận mới được. Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt của Trương Vãn Hà trở nên xanh mét. Rõ ràng là có bốn người phụ nữ, Bray này rõ ràng không coi trọng cô ấy, làm cô ấy tức đến nỗi nổ phổi rồi. Bray hiển nhiên không cảm nhận được sự thay đổi trong vẻ mặt của cô ấy, anh ta xua tay, sau đó nhẹ giọng nói, cho những người phụ nữ này vào phòng của tôi, những người đàn ông này. Giữ lại đi, xem trong thôn trấn có phụ nữ nào thích thì để cho bọn họ thưởng thức một chút. Bọn họ có thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, có thể quẹt mạnh tay một chút. Nói rồi, anh ta nở nụ cười như có như không liếc nhìn Lê Văn Vân, cầm súng định xoay người. Lúc này, anh ta mới chú ý tới trong tay đột nhiên có thứ gì đó chuyển động, anh ta quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, Nhận ra khẩu súng lục trong tay đã rơi vào trong tay Lê Văn Vân không biết từ khi nào rồi. Anh, sao lại làm được?" Trong lòng Bray cả kinh. Lê Văn Vân trực tiếp ném súng cho Cố Bạch bên cạnh, Cố Bạch chộp lấy rồi giơ lên. Anh ta cầm khẩu súng kia, chân khí bắt đầu dâng lên trên cổ tay, đồng thời nhìn Bray hỏi, "Mày cầm thứ này chĩa vào tụi tao làm gì thế?" "Mày cho rằng bọn tao là ai? Phú Thương, mặc cho mày xâm lược." Trong lúc nói chuyện, dưới con mắt kinh ngạc của Bray dưới chân khí dâng trào, anh ta trực tiếp bóp khẩu súng lục thành một cục sắt. Trong đồng tử của Bray, nhãn cầu gần như lòi ra ngoài. Anh ta chưa bao giờ nghe hay thấy chuyện như thế này. Đây, những người xung quanh cũng sợ hãi, khi nghĩ đến cảnh Lê Văn Vân lấy súng bằng tay không vừa rồi, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bray nghĩ đến một chuyện khủng bố, anh ta nhìn nhóm người Lê Văn Vân mà hỏi các người. Rốt của các người là ai? Lê Văn Vân mỉm cười sờ sờ mũi nói, anh từng nghe nói về người gác đêm chưa? Khoảnh khắc Bray nghe thấy ba từ này, ra đầu anh ta như muốn nổ tung. Lúc này, ở một diễn biến khác, trên con thuyền to lớn, một đoàn người mang theo súng xông vào thuyền, có người đi lên bong tương ứng dọc theo mép thuyền, có người tiến về phía cabin, có người chạy tới bàn điều khiển của du thuyền, muốn khống chế những người trên thuyền. Bàn điều khiển, có một số thuyền viên đang ngồi trong đó vào lúc này, họ đang trò chuyện với nhau những thuyền viên này kỳ thực đều là người của Hotsis. Tất nhiên, những người này đều đến từ khu tội ác, bọn họ cũng là số ít những người ở khu tội ác thỉnh thoảng có thể ra ngoài gặp gỡ người của thế giới bên ngoài. Trong khi đang nói chuyện phiếm, một số người cầm súng lao vào, họ chĩa súng vào mấy thuyền viên, một người hiểu tiếng Anh hét lên, tất cả mọi người không được phép nhúc nhích, tụi mày đã bị bọn tao bắt cóc. Mọi người giơ tay lên theo bọn tao lên đảo. Trong cabin, thuyền trưởng cũng ở đó, anh ta cau mày nói, xem ra là những người khác mua đồ trên đảo xảy ra vấn đề rồi. Đừng nói nhảm, giơ tay lên, hải tặc cầm súng, lớn tiếng quát. Thuyền trưởng cao mày nói, quăng hết xuống biển. Ngay sau đó, trong buồng lái chuyển đến mấy tiếng la hét, sau đó có người bay ra, đập mạnh xuống biển. Đồng thời, trên tầng 3 của con thuyền khổng lồ này, tầng 3 là sân chơi của du thuyền, đồng thời cũng là nơi sôi động nhất. Biển khá nhàm chán, vì vậy những ác đồ của khu tội ác đều chơi ở đây khi họ cảm thấy buồn chán trong số đó có chú sư tử nhỏ ngao húc âm um, lúc này trong sòng bạc chợt vang lên một tiếng súng cực lớn sòng bạc vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh mọi người nhìn ra cửa thì thấy ở cửa có một người ăn mặc như cướp biển tay cầm súng bắn lên trời đồng thời có rất nhiều tên cướp biển ở hai bên cầm súng chạy vào một người trong số họ hét lên tất cả giơ tay lên Mọi người trong sòng bạc sửng sốt một chút, sau đó có người mắng, mụ nội nó, tao còn tưởng là cái lông gì chứ. Mọi người tiếp tục chơi, tiếp tục chơi. Lần này tao đặt đại. Thùng phá sảnh, mẹ nó, đưa tiền. Sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủn, toàn bộ con du thuyền bắt đầu sôi động trở lại, bọn họ. Hoàn toàn không để ý đến nhóm hải tặc này. chương 877, đây mới là ác đồ chân chính nhóm hải tặc xông vào đều choáng váng. Bị bơ rồi bọn họ vậy mà lại bị bơ rồi lúc này nhóm hải tặc cảm thấy mình đang bị sỉ nhục người phụ trách tấn công du thuyền của bọn họ lộ ra ánh mắt dữ tợn gã cầm khẩu súng máy trong tay ánh mắt đảo qua bốn phía một lượt rơi vào người lý tương vũ đang ngồi trên bàn hút thuốc trông rất giống ông chủ gã muốn giết gà dọa khỉ và lý tương vũ trở thành ứng cử viên của gã đùng 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 gã lại nổ súng tiếng súng nổ ầm ĩ trong sòng bạc sòng bạc trở lại yên tĩnh người chỉ huy bọn cướp biển là một tên dâu rìa xồm xoàm, gã hung hãn hét lớn tất cả tụi mày, giơ tay lên, tụi mày đã bị bắt cóc. Nói rồi, gã chĩa súng thẳng vào Lý Tương Vũ, ngay sau đó, tiếng súng đột nhiên trở nên mãnh liệt. Gã muốn lập uy, gã muốn trực tiếp xử lý người mà gã cho là mạnh nhất ở đây, để đám người không nể mặt này cảm thấy hoảng sợ. Cùng với tiếng nổ súng của gã, đôi mắt của gã hiện lên vẻ khát máu đầy phấn khích. Đùng đùng đùng. Tuy nhiên, điều khiến gã phải sốc đã xảy ra tiếng súng của gã rất lớn nhưng gã lại phát hiện ra lý tương vũ ở phía trước đang liên tục xoay cổ tay như thể đang hứng đạn bằng tay không mẹ kiếp đang làm siếc ảo thuật à bên cạnh ngao húc thốt lên khi nhìn thấy cảnh này tên cướp biển sợ hãi đến mức choáng váng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này lúc này một người bên cạnh lý tương vũ nói đại ca được nha không ngờ anh vẫn trước sau như một biết chúng tôi ở mãi trên thuyền chán rồi nên đã sắp xếp một buổi biểu diễn như vậy để trợ hứng cho chúng tôi. tôi cũng có thể bắt đạn bằng tay không đấy nhé. nói xong, anh ta nhìn về phía tên hải tặc doria và nói: người anh em, lần này nổ súng về chỗ tôi đi. nhóm hải tặc trên thuyền đều ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ trước mắt. lý tương vũ lúc này mới cao mày đứng dậy nói: tôi không sắp xếp chuyện này. những người này chắc là hải tặc đến từ hòn đảo này. hả, lúc này những người trong sòng bạc ngẩn ngơ một lúc chắc là mấy người anh đao ba lên đàm phán đã có chuyện gì đó đã xảy ra rồi bọn cướp biển này muốn bắt cóc chúng ta lý tương vỗ cau mày bắt cóc có người cử động thân thể một chút mụ nội nó anh đao ba không cho phép chúng ta đánh nhau ở đây tôi đã nín nhịn lâu lắm rồi đó đúng lúc hoạt động gân cốt một tí bọn họ chủ động đến trêu chọc chúng ta chúng ta động thủ với bọn họ thì không có gì đáng trách nhỉ khi nhóm cướp biển có súng nghe thấy những cuộc trò chuyện này, đầu óc họ choáng hết cả lên. Này, đang xảy ra cái quái gì vậy? Sao cảm giác cốt truyện bị ngược rồi thế? Cùng lúc đó, trên bong thuyền lầu năm có rất nhiều người đang đứng, bấy giờ đám người này đang bận rộn, có hơn chục tên hải tặc tới bong thuyền gây phiền toái cho bọn họ. Lúc này mười mấy tên hải tặc đều bị đánh ngã xuống đất toàn bộ. Chu Diệu Thanh không biết tìm ở đâu một cái ống thép dài, sâu mười người lại. Thật là thú vị, một tên đàn em của Lâm Chí Viễn nói, anh em lên cố định lại đi, đừng để rơi, treo chúng lên mạn thuyền. Được, với sự giúp đỡ của mấy người, họ đã treo cả chục người lên mạn thuyền bằng ống thép. Nước mắt của mấy chục người kia tuôn rơi, cả người lơ lửng trên không trung, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Bọn họ thật sự không thể hình dung được, bọn họ rõ ràng có súng, tại sao những người này lại không sợ, đã thế Bọn họ còn không đánh lại mấy người đó mới tức chứ. Con thuyền khác, bởi vì nhìn chúng mấy người Lâm Khả Hân, gã hải tặc trột mắt đã đích thân dẫn người lên con du thuyền nhỏ hơn. Gã ra lệnh cho mấy tên đàn em đi kiểm soát những nơi khác, còn bản thân thì lên thẳng bom ở tầng năm. Gã đang nóng lòng muốn véo vào mặt và mông của mấy người Lâm Khả Hân rồi. Vừa lao lên đã thấy một con dao bay qua, gã vô thức cầm súng chặn lại, con dao đâm thẳng vào khẩu súng gã đang cầm trên tay gã nghiêng người, phát hiện con dao kia trực tiếp chặt khẩu súng trên tay gã thành hai đoạn rồi gài vào mạn thuyền bên cạnh. Mẹ nó có chuyện gì vậy? Gã Hải Tặc trốn mắt chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có cảm giác như có người bên cạnh. Gã nuốt nước bọt nhìn sang bên cạnh, phát hiện một người đàn ông trung niên quần áo tà tơi, một tay cầm chai rượu đang ngồi xổm ở mạn thuyền bên cạnh, ngửa cổ nhìn gã, sau đó hỏi với giọng điệu có chút đông cứng: "Các anh đến bắt cóc chúng tôi à?" mồ hôi lạnh dâng lên trên trán tên hải tặc một mắt gã gật đầu rồi lại lắc đầu gã sắp phát điên rồi trên đời này vậy mà lại tồn tại người có thể dùng dao chém nát súng đúng là quái vật hả trần tiêu ngồi xổm bên kia nhíu mày nói vậy mày cút khỏi đây nói rồi anh ta xách tên một mắt trực tiếp ném qua một bên thoát chốc đã ném gã xuống biển cảnh tượng kỳ lạ này đang được diễn ra trên mọi bong của con thuyền nhóm hải tặc hô mưa gọi gió trên vùng biển này đang bị trà đạp bằng nhiều cách khác nhau nếu họ là hải tặc thì nhóm người đến từ khu tội ác này mới là những ác đồ chân chính hơn nữa còn là ác đồ biết phó công cùng lúc đó mấy người đao ba đang khuân vác đồ đạc cũng bị bao vây những người mà anh ta mang ra đều là những cao thủ đỉnh cấp cũng có mấy chục người khi bọn hải tặc tấn công đám người lê văn vân mấy người đao ba tất nhiên cũng bị xuống tay bọn họ là đám người đỉnh cấp đương nhiên sẽ không chịu thiệt, lúc này trên mặt đất cơ số người đã ngã như giả. Chết tiệt, anh đao ba, tình hình bây giờ là thế quái nào thế? Một người nhìn đao ba hỏi. Đao ba sờ lên cái đầu gần như hói của mình, cao mày nói tôi. Cũng không biết nữa. Chuyện cung đấu. Đồng thời ở bên kia, thân thể của Bray lúc này cũng đang phát run, là vì sợ hãi. Người gác đêm là một tồn tại bí ẩn, anh ta chưa từng tiếp xúc nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Một lần, tại một vùng biển phía Tây Đại Dương, có một băng nhóm hải tặc cực lớn, nhiều nước đều không thể làm gì chúng được. Sau đó, băng cướp biển này tan rã, một số cướp biển đã lang thang vào nhóm cướp biển của anh ta, đã từng nhắc với anh ta rằng đây là do người gác đêm gây nên. Sự kiện đó được lan truyền một cách khá kỳ lạ, anh ta hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân đột nhiên hỏi anh ta câu này, bên cạnh Lê Văn Vân có một người trực tiếp dùng tay không bóp súng lục thành đống sắt vụn những người khác suýt nữa thì ngất đi. Nhóm người vây quanh Lê Văn Vân cũng bắt đầu từ từ phân tán về phía hai bên, lúc này bọn chúng đều kinh ngạc và sợ hãi. Bây giờ làm gì có tình như anh em gì nữa, đám hải tặc này tụ tập với nhau, kỳ thực cũng chỉ là để sinh tồn mà thôi. Vợ chồng là chim chung rừng, gặp tai họa lại bay mỗi ngã. Chưa kể những người này vốn không phải là vợ chồng. Nhiều người bỏ chạy ngay lập tức, chỉ còn lại hơn 20 người thân tín thân thể Bray khẽ run lên, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, người anh em, anh tha cho tôi, tôi cũng tha cho người trên thuyền của các anh được không? Những người trên thuyền của chúng tôi, hình như không cần các người buông tha, Lê Văn Vân sờ mũi một cách bình tĩnh. Đại ca, anh, anh nhìn sang đó kìa, ai đó đột nhiên lắp bắp nói. Bray nhìn theo hướng mà cấp dưới của anh ta chỉ, anh ta thấy thứ gì đó giống như một vài chiếc cọc nhô ra bên ngoài một con du thuyền khổng lồ, Dường như có một số người đang treo trên chiếc cột. Vì ở rất xa nên anh ta không nhìn rõ lắm, anh ta nuốt nước bọt, cầm kính viễn vọng từ người bên cạnh lên, lần này anh ta mới có thể nhìn rõ. Anh ta nhìn thấy những người mà anh ta cử ra để khống chế hai con du thuyền đang bị buộc dây và treo ở thành thuyền, hầu hết người của anh ta đều bầm dập và mang vẻ mặt tuyệt vọng. Đây, nhìn thấy cảnh này, cả người Bray như sụp đổ. Chương 878, người quen cũ. Đúng vậy, anh ta sụp đổ rồi, nhóm hải tặc đông như vậy, vậy mà lại không thể khống chế được hai chiếc du thuyền, trực tiếp bị người ta treo lên phơi nắng, đây là nỗi sỉ nhục của hải tặc bọn họ. Đám rác rưởi tụi mày." Lý Thu cười khẩy một tiếng, "Bọn tao đến đây chỉ để giao dịch, không gặp chuyện gì thì cũng thôi, nhưng các người lại bắt cóc một chiếc du thuyền ngay dưới mí mắt bọn tao, còn muốn động thủ với bọn tao, đúng là nực cười." Lê Văn Vân vẫy vẫy tay, anh ngồi xổm xuống trước mặt Bray ánh mắt nhìn chòng chọc vào bray mà nói những người khác những người bị mày bắt cóc bây giờ đang ở đâu bray nuốt nước miếng tôi nói xong thì kết cục sẽ ra sao bray hỏi tụi mày vừa là cướp biển vừa là lính đánh thuê không có gì bất ngờ xảy ra chắc hẳn tụi mày thường xuyên hoạt động ở các quốc gia có chiến tranh ở trung đông phải không lê văn vân hỏi sắc mặt bray hơi thay đổi nhưng không có phủ nhận sau đó cắn răng hỏi chúng tôi đều vì sống còn mà thôi đa số những người trong chúng tôi đều là dân chạy nạn trong chiến tranh đừng nói có mấy cái này mau nói cho tao biết người bị tụi mày bắt cóc bây giờ ở nơi nào lý thu trực tiếp đá anh ta một cước mà mắng bọn họ rơi cắn chặt răng lúc này anh ta thật sự không có ý muốn phản kháng nữa rồi anh ta nhìn lê văn vân nói tôi nói cho các người biết các người thả tôi đi được không mày cho rằng mày có lý do để lựa chọn sao lê văn vân nhẹ giọng hỏi bên cạnh mấy người thân tín của Bray nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi dơ súng lên. Một người đàn ông nhắm thẳng vào Lê Văn Vân và bắn một phát. Lúc này, Doãn Nhu đột nhiên di chuyển, chiếc váy đen của bà ta run lên, lướt qua như một bóng ma, sau đó quay trở lại đám người Lê Văn Vân. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn. Đây là lần đầu tiên Lê Văn Vân thấy Doãn Nhu xuất chiêu kể từ khi gặp bà ta. Là một siêu cấp, bà ta ra tay rất nhanh, khi quay lại thì con dao găm trên tay đã nhỏ một giọt máu. Người nổ súng ngã xuống đất ngay lập tức. Bỏ vũ khí trong tay xuống đất, kẻ nào còn làm vậy thì sẽ chết. Doãn Nhu nhẹ giọng nói. Nhóm hải tặc lúc này đã sợ hãi đến mức tè ra quần, bọn họ còn không nhìn thấy Doãn Nhu làm gì, thậm chí có người còn sợ hãi quỳ về phía Doãn Nhu. Khuôn mặt của Bray đầy tuyệt vọng, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng lần này mình lại đá vào một tấm sắt. Thật vậy, anh ta là hải tặc và lính đánh thuê, nhưng anh ta là một người bình thường, khu tội ác và thế giới ngầm đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Tôi đưa các người đến đó." Bray cười khổ đứng dậy. Lê Văn Vân nói với Cố Bạch, "Hãy đi thông báo cho Đao Ba, bảo anh ta gọi tất cả những người trên thuyền và cùng khống chế toàn bộ hải đảo." Sau khi khống chế thì xử lý chúng tôi như thế nào?" Bray nói một cách vô hồn. Chiến thuyền Dương Quang này khẳng định có phương thức giao tiếp với thế giới bên ngoài đến lúc đó bảo các quốc gia khác tiếp quản nhóm cướp biển này là được lê văn vân nói vậy thì chúng ta cố bạch cau mày yên tâm đi sau khi đã khống chế được chúng chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi mang theo đủ đồ bọn cướp biển này sẽ trực tiếp được giao cho những có quyền và đội cảnh vệ nếu bọn họ còn không thể làm tốt việc này thì không trách được chúng ta rồi lê văn vân xua tay và nói cố bạch gật đầu nói được rồi anh ta chạy đi tìm đao ba Lý Thu thì đá vào người Bray nói, mau lên. Vãn Hà, cô đưa cô gái này trở lại thuyền của chúng ta, băng bó vết thương cho cô ấy một chút. Tôi sẽ cùng nhóm Lê Văn Vân đến hiện trường xem, có thể còn có những người khác bị thương. Phạm Nhược Tuyết nói với Trương Vãn Hà. Trương Vãn Hà cũng gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Bray, họ đi về phía ngọn núi phía sau, ở ngọn núi phía sau có một hang động, trên đường đi có rất nhiều hải tặc cầm súng canh gác lần này lê văn vân không nương tay nữa anh ra tay trực diện và dứt khoát gặp được người nào đánh ngất người đó ngay khi đến cửa sơn động mấy người chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hơn nữa hầu hết họ là phụ nữ rơi bắt tất cả phụ nữ trên thuyền dương quang và nhốt họ trong hang trong khi những người đàn ông phải ở lại trên thuyền tất nhiên anh ta không ra tay sát hại là một tên cướp biển mục tiêu của anh ta chỉ là phụ nữ và tiền bạc nghe thấy tiếng hét biểu cảm của đám người Lê Văn Vân trông không được tốt cho lắm. Đây có thể là một phụ nữ đang bị bọn cướp biển trà đạp, hoặc là cô ấy đang bị tra tấn. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đám người Lê Văn Vân, trong lòng Ray cũng rất lo lắng, mấy người bước vào trong động, trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, trong đó có lắp đèn điện. Hang động này được khai quật thành những gian phòng nhỏ, vô số người đều bị nhốt trong cửa sắt. Đám người Lê Văn Vân bước vào, nhìn những người phụ nữ trong phòng giam đang sợ hãi run rẩy, Sắc mặt của Lê Văn Vân không được dễ nhìn cho lắm. Mấy người Lê Văn Vân nhanh chóng ra tay và xử lý tất cả những tên cướp biển ở đây. Điều khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là hầu hết phụ nữ trong những phòng giam này đều là những phụ nữ trẻ đẹp, hơn nữa hầu hết họ đều ăn mặc gợi cảm. Có quỷ mới biết chiến thuyền Dương Quang rốt cuộc là du thuyền kiểu gì. Tất nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến Lê Văn Vân, anh chỉ cần cứu những người này ra là đủ rồi. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên là khi anh vừa mở cửa tất cả phụ nữ càng sợ hãi và chen chúc về phía góc phòng rõ ràng họ ở đây đã chịu rất nhiều khiếp sợ lê văn vân cau mày lớn tiếng nói mọi người hải đảo này đã bị chúng tôi khống chế hiện tại các người tự do có thể trở lại dương quang mấy người nửa tin nửa ngờ sau đó phạm nhược tuyết và hoàng thi kỳ cười nói mọi người đi ra đi đừng sợ những người dũng cảm bắt đầu bước ra khỏi phòng giam bước ra ngoài nhìn thấy hải tặc ngất xỉu trên mặt đất, mọi người bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Một nhóm lớn phụ nữ chạy về phía thuyền Dương Quang, không ít người trong số họ thậm chí còn chủ động cảm ơn nhóm người Lê Văn Vân. Chiếc Dương Quang này có lẽ không phải là một con du thuyền đứng đắn gì. Bên cạnh, Hoàng Thi Kỳ nói, những người phụ nữ này ăn mặc quá táo bạo. Họ có lẽ là đồ chơi của những doanh nhân giàu có đó. Lê Văn Vân xua tay nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta, lê văn vân đúng lúc này một giọng nói nửa tin nửa ngờ đột nhiên vang lên lê văn vân quay đầu lại nhìn sau đó trong mắt lê văn vân hiện lên một bóng dáng quen thuộc cô ta mặc một chiếc váy trắng xẻ thấp nhưng lúc này lại có chút chật vật đầu tóc bù xù giữa một đám đông phụ nữ như vậy diện mạo của cô ta khá nổi bật nguyễn thị lệ sao cô lại ở đây lê văn vân cau mày đúng vậy người phụ nữ này chính xác là nguyễn thị lệ em họ của vợ của Nguyễn Vũ Đồng của Lê Văn Vân. chương 879, bị lừa gạt. Lê Văn Vân không ngờ vậy mà lại có thể gặp cô ta ở đây. Trên thực tế, gen của nhà họ Nguyễn quả thực rất ổn, cho dù là Nguyễn Vũ Đồng hay Nguyễn Thị Lệ, đều có thể coi là mỹ nữ hàng đầu. Nhưng con du thuyền dương quang đó đều là những doanh nhân giàu có, những kẻ có tiền. Điều kiện của gia đình Nguyễn Thị Lệ chắc hẳn không đủ để lên du thuyền này mới phải lê văn vân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta bên cạnh lý thu bí mật giơ ngón tay cái lên cho lê văn vân và nói đại ca anh giỏi lắm ở đâu cũng biết phụ nữ đẹp không ngờ tới nơi như thế này cũng có thể gặp một phụ nữ xinh đẹp mà anh quen biết tôi chỉ có thể nói tôi hâm mộ thôi hiện tại tôi cảm thấy về phương diện này cố bạch có thể cũng không bằng anh phạm nhược tuyết và hoàng thi kỳ đều nhìn sang với ánh mắt lạnh như băng về phần doãn nhu bà ta trông rất thích thú lê văn vân rất đau đầu anh chừng mắt nhìn lý thu rồi nhanh chóng nói bác sĩ phạm chắc là em biết cô ấy người đến từ giang thành em họ của nguyễn vũ đồng phạm nhược tuyết sững sờ cô thực sự biết nguyễn thị lệ khi cô đến giang thành để tìm lê văn vân cô đã thu thập được tất cả thông tin về những người bên cạnh lê văn vân và cô cũng đã từng nhìn thấy nguyễn thị lệ chỉ là nguyễn thị lệ lúc này nhìn có chút chật vật hơn nữa ăn mặc hơi táo bạo nên cô nhất thời không nhận ra ồ đây là người nhà của vợ cũ của anh à hoàng thi kỳ hỏi lý thu cũng nhìn nguyễn thị lệ với sự thích thú lê văn vân cau mày anh nhìn nguyễn thị lệ và nói tại sao cô lại ở đây nguyễn vũ đồng sẽ không ở đây đó chứ chị đồng không có ở đây nguyễn thị lệ nhanh chóng nói sau khi nói xong cô ta dường như có chút sợ hãi lại ấm ức nước mắt lập tức chảy xuống Lông mày của Lê Văn Vân nhíu lại, đánh giá từ cách ăn mặc của những người phụ nữ này vừa rồi, dù thuyền Dương Quang này có lẽ không phải là một nơi chính quy gì cho cam. Anh nhìn Nguyễn Thị Lệ, thậm chí nghĩ Nguyễn Thị Lệ đã xuống biển rồi. Khi Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Vũ đồng rời khỏi Lâm Hải, Lê Văn Vân yêu cầu Đỗ Thương Bắc sắp xếp một công việc cho họ trong tập đoàn Cường Thịnh, không nói đến giàu có và danh giá, nhưng ở Giang Thành, ít nhất họ có thể được coi là những người có thu nhập cao nhất. Với tính cách của Đỗ Thương Bắc, thu nhập của hai người ít nhất là hơn hai vạn nhân dân tệ thu nhập như vậy ở giang thành chắc chắn có thể được coi là tốt có gì cứ nói lê văn vân cau mày nói tôi tôi bị lừa rồi nguyễn thị lệ che mặt sau đó ngồi xổm xuống nói sau khi trở về giang thành tôi làm việc trong tập đoàn cường thịnh có lần công ty sắp xếp cho tôi đi công tác tiếp xúc với một công ty lớn ở yên kinh tại đây tôi đã gặp một cậu ấm nhà giàu có hoàn cảnh tốt và theo đuổi tôi điên cuồng nghe đến đó, Lê Văn Vân lại có một chút phản đối. Theo đuổi điên cuồng cũng không chừng là Nguyễn Thị Lệ chủ động quyến rũ ấy chứ. Nguyễn Thị Lệ từng làm việc trong công ty vận chuyển thịnh thế mà Lê Văn Vân mua lại. Khi đó cô ta có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hầu hết với mọi người cô ta đều chơi trò mập mờ. Về mặt này, cô ta là một tay giả đời, và cô ta chỉ một lòng muốn dây dưa với một cậu ấm nhà giàu nào đó mà thôi. đương nhiên, nếu cô ta đã nói như vậy. Lê Văn Vân cũng không vạch trần cô ta, chỉ hơi chế nhạo trong lòng, tiếp tục nghe cô ta nói. Một tháng trước, anh ấy nói rằng muốn mời tôi đi du lịch, cùng anh ấy và bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, vì vậy tôi đã theo anh ấy và lên con du thuyền sang trọng này. Chỉ sau khi tôi lên, tôi mới nhận ra rằng đây là nơi thối nát, có rất nhiều phụ nữ ở trong đó, tất cả đều là người mẫu, người tình bên ngoài. Trên này, họ chỉ đơn giản là đồ chơi của những người giàu có nguyễn thị lệ càng nói càng trở nên ấm ức nghe đến đó lê văn vân đại khái cũng hiểu rằng du thuyền kia quả nhiên không phải là một du thuyền đứng đắn gì cũng giống như một bữa tiệc hải thiên nào đó do một số người giàu ở trung quốc tổ chức nó có rất nhiều giao dịch khác nhau tất nhiên đối với nhiều người đây cũng là cơ hội để mở rộng quan hệ tuy không đứng đắn nhưng quả thực có rất nhiều người giàu có ở đó vậy là cô bị lừa lê văn vân hỏi ừ Nguyễn Thị Lệ nói, anh ta còn bảo tôi hầu ngủ với người khác. Tôi không muốn, anh ta liền đánh tôi cho đến khi bị cướp biển bắt cóc. Bên cạnh, Lý Thu thở dài nói, đại ca, nhà vợ cũ của anh thật sự không phải tốt lành gì. Trước đây tôi nghe nói bọn họ chê anh nghèo khó muốn chia tay với anh, sau đó mới phát hiện ra là anh có tiền, lại muốn phục hôn với anh. Nói xong, anh ta nhìn Nguyễn Thị Lệ từ trên xuống dưới, nói, để tôi nói rõ cho cô biết vòng tròn quan hệ của người giàu hoàn toàn khác với vòng của cô cô không thể nhúng tay vào được suy nghĩ của những cậu ấm nhà giàu đó nhiều hơn cô nhiều cô cho là người ta không biết cô vì tiền của anh ta à cô đến vì tiền của anh ta còn anh ta đến vì cơ thể của cô chơi một chút thì được nhưng còn kết hôn cô nghĩ quá nhiều rồi nghe những lời của lý thu nguyễn thị lệ bật khóc nhiều cô gái xung quanh cũng hoảng sợ chạy ra ngoài nguyễn thị lệ mở miệng gọi anh rể Hả, mọi người nhìn về phía Lê Văn Vân và Nguyễn Thị Lệ. Lê Văn Vân đau đầu vô cùng, anh cảm thấy có chút nực cười. Khi còn là con rể ở rể, anh làm trâu làm ngựa cho mẹ con Nguyễn Vũ Đồng, chưa bao giờ đổi lại được cái nhìn kính trọng từ mẹ con họ, từ mọi người trong nhà họ Nguyễn. Và trong ba năm đó, Nguyễn Thị Lệ chưa bao giờ gọi Lê Văn Vân một tiếng anh rể. Bây giờ cả hai đã ly hôn lâu như vậy rồi, Nguyễn Thị Lệ lại gọi anh là anh rể người đáng thương tất có chỗ đáng giận thế giới này chỉ công nhận tiền sự thật làm cho người ta ghê tởm anh cứu em đi em không thể quay về dương quang nữa hiện tại các anh đã cứu bọn em em trở về có thể cũng sẽ hốc mắt nguyễn thị lệ đỏ bừng sao cho tôi xử lý đi hoàng thi kỳ đột nhiên nói bất kể như thế nào anh đã làm con rể của người ta ba năm cũng là một loại duyên phận phải không hơn nữa loại cậu ấm lừa gạt các cô gái này tôi cũng không chịu được Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu nói, được. Anh nói xong liền nghĩ tới điều gì đó, thở dài nói, xử lý xong rồi, đưa cô ta lên du thuyền của chúng ta đi, đến lúc đó tôi sẽ đưa cô ta trở về Lâm Hải. Đúng vậy, mặc dù có một số vấn đề với Nguyễn Thị Lệ, nhưng mạng sống của Lê Văn Vân Trung Quy đã được bố của Nguyễn Vũ Đồng cứu một lần, cứ coi như là tiện tay mà làm thôi. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi, Lê Văn Vân nói. Lý Thu đá một cước vào Bray bên cạnh nói, đi ra ngoài, nhóc con, đừng mong dở trò. Sắc mặt Bray tái nhợt, trong lòng đang suy nghĩ tìm cách trốn thoát, nhưng khi Lê Văn Vân bắt đầu động thủ giải quyết với bọn hải tặc canh giữ ở đây trước đó, anh ta không dám có động tĩnh gì, trong lòng lại càng thêm tuyệt vọng. Những thủ đoạn mà Lê Văn Vân thể hiện ra căn bản không phải là thứ mà con người có thể làm được. Anh ta chấp nhận số phận của mình rồi, chỉ mong nhóm Lê Văn Vân mau chóng rời đi, dù anh ta nghĩ điều đó khó có thể xảy ra. Lê Văn Vân dẫn người đi về phía hải cảng, đi được một đoạn, Lê Văn Vân lại phát hiện nhóm phụ nữ đông đảo này lại trốn ở một phương hướng, tất cả đều đứng lại, không dám đi thêm nữa. Đi về phía trước, chính là nơi cư trú của hải tạc trên hòn đảo này, tương đương với một thị trấn, lúc này phía trên thị trấn này đang loạn như gà bay chó nhảy. Những người do khu tội ác mang đến đang đánh bọn hải tặc khắp nơi. Ban đầu, họ chỉ muốn giao dịch và biến khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng sau đó phát hiện ra những tên cướp biển này đã chủ động trêu chọc bọn họ, những ác đồ của khu tội ác. Sau khi nhận được tin rằng Đao Ba muốn khống chế những người này thì bọn họ cứ như thổ phỉ mà lao xuống thuyền. Quá trình này diễn ra khá lâu, Lê Văn Vân cũng không can thiệp vào bọn họ. Sau khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ, hàng nghìn tên cướp biển đã bị trói và bị ném chung một chỗ trên các đường phố của thị trấn này. Lê Văn Vân đang đứng ở đây với một nhóm lớn phụ nữ, Đào Ba nhận thấy tình hình của Lê Văn Vân và nhanh chóng nhích lại gần. Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại nhóm phụ nữ, hai mắt sáng lên, "Mẹ kiếp, Lê Văn Vân, được đấy." "Bây giờ thế nào rồi?" Lê Văn Vân lười nghe anh ta nói nhảm, hỏi lại. Đào Ba gật đầu nói, "Tất cả gần như đã được kiểm soát. Tất cả bọn chúng đều bị vây trên đường phố ở đây. Tất cả vũ khí và kho vũ khí của chúng đã được người của chúng ta tìm thấy." Lê Văn Vân gật đầu nói, cố bạch đâu? Anh ta nói rằng chúng tôi không giỏi tiếp xúc với người khác, vì vậy đã đích thân đến thương lượng với những người ở Dương Quang. Đào Ba nói, chúng ta sẽ giao nhóm người này cho người ở Dương Quang xử lý, chúng ta khuân vác vật tư rồi sẽ trực tiếp đi ngay. Lê Văn Vân gật đầu, anh nhận thấy bầu trời đang tối dần. Anh quay lại và nói với nhóm đông phụ nữ phía sau mình, các cô có thể quay trở lại Dương Quang rồi. chương 880, không một chút thay đổi. Sau khi nói xong, anh lại nhìn về phía Nguyễn Thị Lệ hỏi, người đã lừa cô tên là gì? Nguyễn Thị Lệ lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn, cô ta biết Lê Văn Vân là người gác đêm, cô ta đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của người gác đêm, lúc này nội tâm của cô ta tràn đầy cảm giác an toàn. Cô ta nhanh chóng nói, anh ta tên là Trung Húc. Lê Văn Vân sờ mũi, rồi nói với Đào Ba, đi thông báo cho Cố Bạch và lặng lẽ đưa Trung Húc lên thuyền của chúng ta. Đào ba gật đầu và nói, được. Trung quanh, một số phụ nữ ổn định lại cảm xúc hoảng sợ sau khi xuống dưới vài giờ, có người chạy thẳng về phía Dương Quang ở cảng, cũng có người chủ động cảm ơn Lê Văn Vân. Họ biết rằng chính Lê Văn Vân là người đã cứu họ lần này. Nếu không có Lê Văn Vân, họ thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Dần dần, xung quanh trở nên yên tĩnh, hầu hết những người phụ nữ này đều quay trở lại du thuyền Dương Quang. Người bị lừa dối như Nguyễn Thị Lệ không nhiều, trên thực tế, hầu hết phụ nữ đến đây đều là tự nguyện. Bọn họ có kẻ là người ngoài nghề, có người thậm chí là chuyên nghiệp. Ở chiếc thuyền Dương Quang này có vô số doanh nhân giàu có, có lẽ những người phụ nữ này sẽ gặp phải một số đối xử tệ bạc, nhưng đồng thời, đây cũng có thể là cơ hội để họ làm giàu. Sắp đến giờ chúng ta phải về rồi. Lê Văn Vân nhìn bầu trời, bọn họ đến đây trước giữa trưa, nhưng bây giờ, hoàng hôn cũng sắp buông xuống. Vốn dĩ họ định ở lại 4 năm tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ lại bị chậm gần cả ngày. Tốc độ đi thuyền vào ban đêm thực sự chậm hơn rất nhiều so với ban ngày, vì sợ đi trạch lộ trình. Mấy người đến cận du thuyền, khi đến cảng thì thấy Cố Bạch và Đao Ba đã ở đó, có người đang chỉ đạo một số người chuyển đồ lên thuyền. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, Cố Bạch chạy đến và nói: đã dọn dẹp tạm được rồi, người tên Trung Húc đã được tôi đưa lên thuyền. Nhưng những người của Dương Quang dường như không định cầu cứu các nước láng giềng họ định mang theo một số vật tư rồi rời đi ngay lập tức lê văn vân sửng sốt một chút theo suy nghĩ của mọi người đây có nghĩa là những hải tặc này sẽ được thả nhiều người trong số này đều là người nổi tiếng nếu chuyện bại lộ ra ngoài người bên ngoài sẽ biết du thuyền này là nơi như vậy đối với bọn họ danh tiếng không tốt lắm cho nên cố bạch nói sau đó lại thì thầm mụ nội nó tôi cũng nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trên đó kiểu của Hollywood ấy. Lê Văn Vân ngẩn người, đây là chuyện mà anh không ngờ tới. Tất nhiên, ngay cả khi nhóm hải tặc này được giao cho các quốc gia xung quanh xử lý thì cũng sẽ là một rắc rối lớn. Anh thở dài và nói, nếu vậy thì coi như bọn chúng gặp may đi. Chúng ta cũng không quan tâm nữa, coi như là đã cứu những người trên con thuyền này. Chúng ta đã làm được những gì nên làm rồi, sau khi khuân vác vật tư xong, chúng ta đi ngay thôi thật sự buông tha cho bọn họ như vậy à? Hoàng thi kỳ cao mày hỏi, sớm muộn gì cũng sẽ hại người khác. Chuyện này thì trái lại không cần phải lo lắng. Cố bạch cười hắc hắc nói, chúng tôi đã chuyển rất nhiều vật tư của họ, bên trong còn có hàng chục triệu đô la. Mụ nội nó, toàn là tiền mặt, đúng lúc một đám người đông như chúng ta cần những thứ này. Về súng ống, tôi đã nghĩ cách tiêu diệt hết, tạm thời bọn họ chắc cũng chẳng làm được gì nhiều. Lý Thu đột nhiên nói, những kẻ cầm đầu bọn họ chắc đều là những kẻ cực kỳ hung ác. Đao Ba, tìm người giải quyết mấy tên cầm đầu đi. Đám người Lê Văn Vân không phản đối đề nghị của Lý Thu. Đối với một nhóm hải tặc lớn như vậy, kẻ cầm đầu ắt đã nắm rất nhiều sinh mạng trong tay, giết mấy kẻ đó cũng có thể khiến chúng thành rồng không đầu, sinh ra nội loạn rồi tìm đường khác thoát thân. Được rồi, tôi sẽ thu xếp." Đao Ba nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, vậy chúng ta trở lại thuyền đi. Sau khi lên thuyền, Hoàng Thi Kỳ nói với Cố Bạch, đưa tôi đến gặp Trung Húc đó đi. Lê Văn Vân nghĩ rồi nói, mang anh ta lên bong thuyền tầng 5. Cố Bạch gật đầu. Họ quay trở lại thuyền, thuyền không rời đi ngay, phải mất một khoảng thời gian nhất định để khuân vác vật tư. Trên bong thuyền lúc này, một thanh niên ăn mặc thời trang nhưng có biểu hiện kinh hãi đã bị Cố Bạch ném lên trên bong. Anh ta trông khoảng 27, 28 tuổi, cắt tóc rất hợp thời trang, ăn mặc trông đắt tiền, là một cậu ấm nhà giàu tiêu chuẩn. Khi anh ta nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ trên bong thì xứng người một lúc rồi nói, Lệ, em, em sao lại ở đây? Có phải anh ta không? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Nguyễn Thị Lệ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân và nói, anh rể, anh ta đã lừa em. Lê Văn Vân cau mày nói, sau này đừng gọi tôi như vậy, tôi không liên quan gì đến Nguyễn Vũ Đồng nữa, nghe vậy trung húc tái xanh cả mặt anh ta không được đưa đến đảo ngoại trừ những người phụ nữ trên thuyền chỉ có mấy ông lớn tuy là cậu ấm nhà giàu nhưng anh ta chẳng là gì trên dương quang cả anh ta rủ nguyễn thị lệ đi hầu ngủ người ta mục đích thực chất chỉ là để kết bạn với người đó nhưng anh ta biết rằng chính những người của hai chiếc du thuyền này đã cứu dương quang hiện tại anh ta được đưa lên đây nguyễn thị lệ cũng ở đây anh ta liền biết mọi chuyện không tốt lắm không phải Lệ, anh lừa em cái gì chứ?" Trung Húc nói, "Ban đầu anh không muốn đưa em đến đây. Em nghe nói rằng anh sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới trên một du thuyền nên mới đi theo anh, sau đó chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè." Nguyễn Thị Lệ là một kẻ ham hư vinh, điều này có thể thấy qua việc cô ta muốn câu kết với những người giàu có. Nghe được lời của Trung Húc, sắc mặt Nguyễn Thị Lệ hơi thay đổi, cô ta nhanh chóng nói, "Vậy thì anh cũng không nói cho tôi biết du thuyền này là như vậy mà, còn kêu tôi ngủ với người khác." Trung Húc nghiến răng, anh ta muốn phản bác điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, anh ta không dám phản bác. Lê Văn Vân thờ ơ quan sát, mọi chuyện giống như anh tưởng tượng, Nguyễn Thị Lệ cũng có vấn đề, nói trắng ra là chó cắn chó. Nguyễn Thị Lệ muốn lên con du thuyền đó, chụp ảnh, đăng trên mạng và khoe khoang. Cuối cùng, lại bị Trung Húc lừa. Hoàng Thi kỳ cười khẩy nói, một thằng đàn ông như anh mà lại làm loại chuyện không biết xấu hổ thế này à trung húc không dám nói gì xử lý như thế nào hoàng thi kỳ cũng có chút bối rối sau khi nói xong cô ta lại nhìn về phía nguyễn thị lệ một lần nữa và hỏi cô muốn xử lý thế nào nhìn thấy quyền sinh sát nằm trong tay nguyễn thị lệ trung húc vội vàng nói lệ anh sai rồi anh thật sự sai rồi lần sau anh sẽ không lừa em nữa khi về chúng ta kết hôn có được không lê văn vân nhìn nguyễn thị lệ với vẻ thích thú dự định xem nguyễn thị lệ sẽ giải quyết như thế nào Nguyễn Thị Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu. Tôi muốn tiền, anh cho tôi 5 triệu tệ đi. Trung Húc sững sờ một hồi, sau đó vội vàng gật đầu nói, tôi đưa cho cô, hiện tại tôi sẽ viết chi phiếu cho cô, chi phiếu ở trên con thuyền kia. Cố Bạch, đi thêm một chuyến nữa đi. Lê Văn Vân không quan tâm lắm đến vấn đề này. Nguyễn Thị Lệ vẫn là Nguyễn Thị Lệ, người chỉ vì tiền và muốn gả vào một gia đình giàu có. Thương cảm trong lòng anh cũng vơi đi một ít nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lê Văn Vân, Nguyễn Thị Lệ không biết vì sao lại hơi đỏ mặt, nhưng cô ta vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lấy không triệu tệ này. Cố Bạch đã chạy đi cùng với Trung Húc, đồng thời đưa cô gái mà họ giải cứu đầu tiên đến Dương Quang. Ngay sau đó Cố Bạch quay trở lại thuyền, các nhân viên trên thuyền cũng bắt đầu điểm danh, sẵn sàng ra khơi trở lại. Lê Văn Vân về phòng, về phần chỗ ở của Nguyễn Thị Lệ thì đám người Hoàng Thi Kỳ đã sắp xếp ở tầng 5 điều khiến lê văn vân không nói nên lời nhất là nhóm của hoàng thi kỳ sau khi giúp nguyễn thị lệ lấy được tiền đã bắt đầu vây quanh nguyễn thị lệ hỏi một số chi tiết về ba năm làm con rể của lê văn vân cùng lúc đó tiếng còi vang lên ba con thuyền khổng lồ từ từ rời cảng hướng đi của dương quang và lê văn vân rõ ràng là khác nhau ba con thuyền chạy ngược chiều và tách xa nhau cốc cốc vào đêm khuya trong phòng lê văn vân có tiếng gõ cửa lê văn vân cau mày mở cửa nhìn một cái Nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ liền cau mày nói, cô muốn làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 880.